Mỗi một người con được nghe Phật pháp tự nhiên hiểu nguyên lý bổn phận làm con của mình phải làm gì đối với cha mẹ của mình. Đó là gì? Phải hiếu thảo. Hiếu như thế nào thầy? Sống có ý nghĩa. Quý vị đi hỏi tất cả những người làm cha mẹ đi. Phải là quý vị vui sướng nhất là con quý vị lớn lên làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời không? Và sự đau khổ nhất của người làm cha làm mẹ là con của mình đi hút chích xì ke ma tí, trộm cắp tà dâm, làm điều sai quấy trong cuộc đời này. Đó là sự đau lòng nhất cha mẹ sinh ra và nuôi đứa con không lớn để trở thành một hạt giống hư của xã hội. Còn cha mẹ vui sướng nhất là con của mình một hạt giống tốt cho xã hội, làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Đây là niềm vui sướng nhất của người làm cha làm mẹ. Nên mỗi một người làm con hiếu với cha mẹ bằng cách nào? Chữ hiếu nó rất đa dạng, vô cùng rộng. Nhưng chúng ta nên cô động lại để dễ làm. Đó là gì? Hãy sống có ý nghĩa. Và đừng bao giờ tranh cạnh với anh chị em, với người thân để giành giật của cải với nhau. Đối với anh chị em, sự đau lòng nhất của cha mẹ là nhìn thấy con của mình hơn thua tranh giành của cải vật chất với nhau, chảy máu bể đầu mà vì của cải vật chất mà làm cho tình nghĩa anh em bị đổ vỡ. Đây là sự đau lòng nhất của cha mẹ. Và đây cũng là người con đại bất hiếu làm việc này để cho cha mẹ đau lòng. Sự cô động về chữ hiếu quý vị nghe rất rõ ràng, rất gọn. Vì tâm cha mẹ nhắm mục tiêu nào, chúng ta nên nhận thức. Rồi bổn phận làm con, chúng ta nên nuôi dưỡng cái tâm của cha mẹ được vui. Rồi chúng ta phải lo cho cái thân thể cha mẹ được tốt. Còn nếu như chúng ta gặp tịnh độ, chúng ta giới thiệu tịnh độ cho cha mẹ mình tiếp nhận tịnh độ. Đủ duyên chúng ta dẫn dắt cha mẹ mình được vào ngôi tam bảo, vì bản thân mình chưa chắc lo cho cha mẹ tròn vẹn được như ở trong ngôi tam bảo. Tâm dẫn dắt cha mẹ về với tịnh độ, hướng dẫn cha mẹ về Tây Phương Cực Lạc. Đây là cái việc người làm con báo đại hiếu trong cuộc đời này. Nhớ nghe. Báo đại hiếu. Cha mẹ không nghe thì chúng ta niệm một câu Phật hiệu cho cha mẹ kết duyên. Dẫn là làm tròn bổn phận của một người con có hiếu. Chứ không phải là nói mà không nghe mà quay lại kênh. Nói này nói nọ nói kia tùm lum. Khuyên ta niệm Phật ta không niệm Phật, nói thứ gì đâu, thiếu thiện căn. Không chịu niệm Phật. Họ không có tu, không biết cái gì là thiếu thiện căn. Họ quay qua, thiếu thiện căn là cái gì? Nghĩa tao có tiền được rồi. Thấy không? Có chuyện xảy ra, thấy không? Đó. Rồi khuyên người ta ăn chay, phóng sanh, người ta không chịu làm theo. Nói, ăn mặn đi, rồi mai mốt, đọa địa ngục cho mà biết. Nó quay lại nó xử cái bị luôn. Tại vì sao? Khuyên người ta ăn chay, niệm Phật, người ta không làm thì thôi kệ người ta, mình làm. Bực bội với người ta chi? Hiểu không? Dễ hiểu không? Dễ hiểu quá trời luôn, không chưa hiểu. Hiểu không? Đó. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng học Phật pháp là học cái gì? Học niềm vui. Bây giờ tất cả con người đang sống trên quả địa cầu này quý vị công nhận rằng việc quan trọng lớn nhất cuộc đời của người chúng ta là gì biết không? Niềm vui, đúng không? Bây giờ vì có giàu cỡ nào đi chăng nữa mà vì buồn cũng không ham. Có đẹp cỡ nào đi chăng nữa mà buồn cũng không ham. Niềm vui là việc quan trọng nhất của con người chúng ta. Mặt sao không biết, miễn cười là thấy ngon. Đó. Nên tại sao mà Phật tử người ta thích về chùa mình? Vì người ta về đây người ta được cười. Tóm lại là người ta được cười. Nên từng chủ nhật nào mà không đến đây thì trong lòng cảm thấy buồn lắm. Vì sao? Vì đi đến đây tạo cảm thấy rằng là cái nụ cười chúng ta nó rất là chất thật. Vì biết sao? Cười tập thể. Quý vị cười cá nhân đố bằng cười tập thể. Bây giờ những đức nói quý vị đến đây vì chỉ cần ngồi niệm địa chung 20 phút thôi. Ở nhà quý vị có tu 3 ngày cũng bằng 20 phút niệm địa chung đây nữa. Quý vị hãy tính đầu người đi rồi sẽ biết. Chúng ta khi niệm Phật ở nhà chỉ có một mình giống như chỉ có một ngọn đèn. Mà ở đây là bao nhiêu người ngồi đây là bao nhiêu ngọn đèn đang thắp lên. Thí dụ như bóng tối vô minh, một mình thắp một ngọn đèn thì chưa phá tan được bóng tối đó. Nhưng ngồi ở đây thì bao nhiêu ngọn đèn thắp lên, bóng tối vô minh kia tự tan biến. Nên cái nụ cười khi ngồi ở đây cười nó khác hoàn toàn nụ cười quý vị một mình cười.
Công nhận không? Bây giờ quý vị coi những đức ngồi đây nói chuyện Phật pháp thì những đức rất là nói chuyện vui đúng không? Nhưng mà những đức ngồi một mình giảng pháp thì quý vị thấy những đức có cười nhiều không? Đâu có cười đâu. Nên quý vị mới thấy rằng rõ ràng đáp lại tình nhau đẹp không? Thấy chưa, rõ ràng luôn đó. Là vì quý vị cười với những đức, những đức mới cười lại. Những đức cười với quý vị cười lại với những đức. Nếu như những đức trên đây mà cười có một mình, mà quý vị ở dưới quý vị chú mắt nhìn lên, ngồi dưới là cười gì cười hoài. Thì quý vị nghĩ cười nổi không? Không bao giờ cười nổi. Đó. Nên chúng ta trả lại cho nhau, quý vị thấy đúng là công bằng. Những đức vui với quý vị vui lại với những đức. Những đức nhiệt tình với quý vị nhiệt tình với những đức à. Con người sống trong cuộc đời này nhân quả nó rất rõ ràng. Nên chúng ta tại sao không đem niềm vui đến cho nhau mà đi đem cái khổ đau cho nhau làm gì? Nên cả đời của những đức rất mong làm sao mình đem niềm vui cho người khác nhiều. Vì khi mình đem niềm vui cho người khác nhiều thì mình sẽ có niềm vui nhiều. Mà niềm vui đặc biệt nhất của chúng ta đem cho nhau là niềm vui gì? Niệm Phật. Nhớ, niệm Phật mới đem niềm vui cho nhau thật sự nhiều. Còn bây giờ chúng ta có yêu nhau cỡ nào đi chăng nữa vẫn là khổ đau, đúng không? Tác dụng phụ. Còn bây giờ vợ chồng mà yêu nhau mà đem Phật pháp bỏ vào nữa thì tình yêu này đẹp lắm. Vì tình yêu nó có lối thoát à. Cái này mà cái quan trọng nè. Thấy chưa? Tình yêu mà có lối thoát là tình yêu này đúng là quá đẹp. Tình yêu mà không có lối thoát thì kể như tình yêu này là tình yêu bế tắc. Nhiều người chúng ta đã yêu mà đi vào bế tắc lắm. Bình tĩnh ngồi suy nghĩ đi. Phải không? Mình yêu mà đi vào bế tắc, càng yêu lại càng khổ. Càng yêu mà càng đi vào con đường tiêu cực khổ đau, đúng không? Đúng là nếu tình yêu mà đẹp thì càng già càng đẹp. Tại vì nó đã đi đến tuổi già rồi thì nó mới càng đẹp. Tại sao mà yêu mà tới tuổi già lại càng khổ? Hoặc là yêu có mấy năm là khổ rồi. Vậy thì tình yêu này không có lối thoát. Vì quý vị không đem Phật pháp bỏ vào tình yêu này. Con người sống trong cuộc đời thì phải có tình yêu, tình thương thì phải có. Nếu con người mà không có tình thương, tình yêu thì con người này không khác nào một cái cây chơ chọi giữa sa mạc mênh mông. Thấy không? Nó rất là rõ ràng. Nên những đức nói chúng ta là người gặp Phật pháp thì dù già trẻ bé lớn bầu bì hô súng răng cỡ nào đi chăng nữa chúng ta vẫn có tình yêu bao la ha. Nên những đức nói quý vị mà thiếu tình yêu hãy lỡ đây 100% luôn. Quý vị chỉ cần ngồi trong đây và cười chung thôi là quý vị đã có tình yêu bao la rồi, đúng không? Đó. Nên từ nơi đó mà chỉ cần một cái vỗ tay tập thể thôi, chúng ta đã cũng kết được một cái duyên tình yêu bao la. Nên quý vị thấy đúng là mình cảm thấy mừng, mình rất hạnh phúc khi mình nghe được Phật pháp. Và mình lại mở ra một con đường giải thoát cho mình và cho người. Nên tất cả những người khổ đau trong cuộc đời này chỉ cần nghe Pháp Môn Tịnh Độ thì quý vị nhất định sẽ giải quyết vấn đề khổ đau. Nên có cái cô này cô gặp như đức cô nói: thầy chỉ xem Phật pháp có khi cũng vui, nhưng mà có khi mặt ghê quá. Cái mặt kênh kênh thì ghê quá, hiểu không? Nên có cái cô kia, cô chuyên gia là cắt mấy công đoạn những đức giảng. Mà cắt mấy công đoạn toàn là mấy công đoạn mà đang hứng, công đoạn mà đang cái mặt kinh kinh, bà chơi mấy công đoạn mà xấu xốc bà cắt. Những đức nói bà mà cắt kiểu này chắc có ngày bà cắt cổ tôi luôn quá. Hiểu chưa? Bây giờ cái bài giảng nó từ đầu rồi nó đi đến cái chỗ mà gọi là mà cao trào, quý vị bà chơi ngay cao trào bà cắt. Thì vừa nghe một cái là người ta thấy người ta thắc ớn, quý vị hiểu chưa? Tại vì người ta không hiểu được ông này, nhìn ông này kinh khủng quá, hiểu chưa? Đó. Nhưng bà thì bà hiểu, nhưng bà quên mất tiêu là người ta không hiểu. Nên quý vị khi nghe những đức chia sẻ Phật pháp á,
Thí dụ như vị có cắt thì cái lửa công đoạn nào mà cái mặt hiền hiền mà giảng mà chuyên khuyên người ta niệm Phật thì cắt. Còn cái đoạn nào mà Như Đức nói mà mạnh mạnh mà sốc sốc á, vị đừng có cắt. Vì cắt cái đoạn đó bị hại Như Đức á. Hiểu chưa? Nhắc nhở nghe. Tuy là có lòng tốt nhưng mà hại Như Đức. Mà hại Như Đức thì bao nhiêu bà già trong chùa này sao? Rồi quý vị đi đến đây nghe Pháp được không? Khó đó nghe, chứ không phải giỡn đâu á. Nên từ nơi đó chúng ta để một bài giảng cho người ta nghe đi. Đó, chứ đừng có cắt tùm lum tùm la. Cứ khi cắt có 1-2 phút mà sao mà biết được trọng lượng của bài giảng. Nên từ nơi đó mà nghe rất rõ ràng. Nên chúng ta làm việc tốt nhưng phải suy nghĩ cho thật là kỹ lưỡng. Nà, giống như hôm qua Hòa Thượng có ai cắt cái bài giảng như xíu có 2 phút à, cái người ta đem ta đưa cho Hòa Thượng nghe. Xong Hòa Thượng nói: ông nhớ nghe, mà quý vị nhớ nghe, tất cả những bài giảng Pháp của Những Đức á, Những Đức có giảng cái gì mà đụng chạm là do tại Những Đức nghe. Chứ Hòa Thượng này dạy Những Đức kỹ lắm chứ không có dính dáng Hòa Thượng đâu. Hòa Thượng dạy rất là kỹ, nhưng mà do bản thân Những Đức á, cái gì không phải là do Những Đức thôi, chứ không phải là Hòa Thượng ngài không dạy Những Đức, nghe chưa? Cái gì thì mình con nít mình làm thì mình chịu, chứ không có dính tới người lớn nha. Cái nào mà nói rõ ràng đó. Tại vì tuổi trẻ quý vị, tuổi trẻ thì nó phải hứng, chứ tuổi trẻ mà như ông già sao được. Quý vị kêu Những Đức bây giờ như ông già mà lên nói chuyện quý vị nghe được không? Dù Những Đức lên mà nói: quý vị phải cố gắng niệm Phật, vì niệm Phật là việc rất là tốt. Cả đời của thầy niệm Phật là chứ tốt. Mà nói sao ta cũng bất cừ. Nhưng mà nếu Như Đức là cái tông già thật sự, quý vị nghe quý vị ngáp gió chịu không nổi, vô không được. Nên cái tiếng nói nó phải là háo hức, tuổi trẻ mà quý vị. Rồi khi người ta ngồi được một tiếng rồi là nó hay lắm rồi. Nhưng mà nó dớt thêm 40 phút nữa thì 40 phút sau nó phải ầm ầm, cái tông nó phải lên thì con người ta nó mới tiếp nhận nổi. Bây giờ quý vị càng đi mà càng xuống, quý vị thích không? Không thích được. Giống như con người nó phải càng háo hức, càng làm thì càng thích, không? Càng làm việc thì càng hứng thú, càng giảng pháp thì càng hứng thú, thì người nghe ta mới thích. Còn nếu như càng giảng mà càng giảng tới cuối cùng cố gắng nữa không? Thầy mệt quá trời mệt, giảng nổi. Vì coi mình đã là như vậy thì người ta chứ còn nghe gì nữa giờ, hiểu không? Nên từ nơi đó mà Hòa Thượng ngài nhắc Những Đức 2 điểm mà ông giảng đừng bao giờ đụng vào. Bây giờ mình nhắc với công chúng để mình nhắc mình nó mạnh hơn quý vị. Lâu lâu nó cũng dính 1-2 câu. 1 là ông đừng bao giờ nói đến giáo hội. 2 là ông đừng nói với chư tăng ni. 3 là ông đừng có nói đến cái việc của nhà nước. 3 điểm này Hòa Thượng dạy. Rồi còn nhiều cái giảng đi, còn mấy cái việc kia, 3 việc đó ông đừng có đụng vô. Thấy không? Nhắc cho quý vị để khi vị nghe Những Đức giảng mấy câu đó, lỡ nhắc mấy chú làm phim giùm, cắt mấy đoạn đó giùm thầy đi, lúc ông giảng hứng á, hiểu chưa? Nó với tìm cái thí dụ Những Đức đang ngồi giảng gì đi, thí dụ như người tu nào giống Những Đức cầm điện thoại họ reo sùm, cái Những Đức nghe, cái Những Đức nhìn thấy, cái Những Đức có cái nhăn á, Đức bực bội, Những Đức giảng dính cả cái nhóm luôn, quý vị thấy chưa? Chứ Những Đức thì cũng không muốn quý vị, tại vì quý vị biết rằng là như ngày xưa Những Đức giảng rất là mạnh nha. Nhưng mà sau này càng suy nghĩ, mình thấy quý vị, có những người là chính mình nuôi mình lo nè, mà khi mình nói họ, họ còn không muốn nghe. Có khi mà 5-7 năm ở nhau mà có khi mà muốn chọt nhau đây, mà cái chuyện người ta là người dân nước lạ ở đâu đến đây mà dạy cái gì mà người ta nghe. Chỉ có hàng cư sĩ này với mình nhau làm như có duyên gì lạ kỳ, nên mới chơi chung với nhau, rồi sống với nhau, rồi khuyên nhau niệm Phật, rồi chơi với nhau 9-10 năm mà vẫn là khuyên nhau niệm Phật được. Nên Những Đức thấy cái duyên Những Đức với cư sĩ nó dày quá, đúng không? Đó, thì thôi mình cố gắng, mình nhiệt tình, mình hết mình. Còn từ đây về sau thì thôi, mấy cái việc thôi, người tu giống Những Đức là thôi, họ tự biết đi. Còn bản thân của mình lo mình niệm Phật. Những Đức cũng nhắc mình vậy quậy vậy, nhưng mà lâu lâu vẫn dính 1-2 câu. Mà nhất là mấy cái bà mà cắt mấy câu đó là muốn giết tôi. Hiểu không? Nên từ nơi đó quý vị biết rằng là cái việc trước công chúng nó không đơn giản chút nào. Nhất là khi nhiều người đã biết rồi thì nhiều người càng quan sát. Ví dụ như mình có 1 người biết thì có 1 người quan sát à. Nhưng mà nhiều người biết quá thì nhiều người ta quan sát mình.
Nhưng mà cái hành động chia sẻ Phật pháp của những đức mà về về cái gương mặt và cái cách mà biểu đạt là những đức không có sửa đâu. Đây là độc quyền không sửa được. Chỉ cần đừng có đụng chạm tới ai thôi, còn cái kiểu mà cái mặt hung dữ ai ghét hay thương kệ mồ không quan trọng. Với cách nói chuyện mà kêu si sỉ kệ tôi, đây là phong cách của tôi, tôi không thích nào kêu tôi buộc tôi lại được, hiểu chưa? Chứ bây giờ tôi quen rồi, tôi nói chuyện là tôi phải là tôi hứng, còn kiểu mà kêu tôi mà quý vị cố gắng nghe niệm Phật thôi chứ đừng có quơ tay quơ chân. Tay mà nó giật cái gì không nổi vậy, hiểu chưa? Đó là động tác để biểu lộ, hiểu chưa? Từ nơi đó mà bây giờ kêu mình mà mấy cái động tác đó, ông giảng pháp cái mặt ông dễ thương là thôi tôi không có được. Ai dễ thương kệ tôi cái mặt gì đó được không? Mặt tôi đã thấy ghét sẵn rồi, chơi thấy ghét luôn. Nhưng mà ngộ của tôi nghe có nhiều người ta vẫn thích. Vẫn thích cái mặt này. Vì coi như cả chùa mình, tất cả các điểm chùa mình ai cũng thích những đức. Rồi bây giờ quý vị ngồi đây, quý vị có thích những đức không? Không thích sao tuần nào cũng đến đây? Không lẽ đi đến gặp một con người tôi ghét? Không có ai mà đi đến gặp con người tôi ghét chứ, hiểu chưa? Nó nãy những đức tiếp phái đoàn ở Vĩnh Phúc hả? Nghĩa là Phật tử người ta miền ngoài, người ta nghe mình thôi, mà người ta quý mến, người ta thích, ngộ vậy đó. Nên vô cái tự nhiên cái nhân viên niệm Phật gặp người niệm Phật, ngồi nói chuyện quay đoạn phim luôn để làm kỷ niệm. Đó là duyên đó quý vị. Chúng ta chỉ cần ở đâu xa nghe, mà chỉ cần lo niệm Phật thôi, tự nhiên đến đây gặp nhau là kết liền, không nói vòng vo nữa. Chưa nói chuyện câu nào hết, cái tông của người niệm Phật cùng người niệm Phật nó có cùng tần số. Thí dụ như giờ quý vị quý mến ta chưa nói ra đi chăng nữa, nó cũng vẫn có cảm giác của con người kia quý mến mình. Còn mình ghét hay mình chưa nói ra thì cái từ trường nó làm cũng ảnh hưởng nhau. Nên cái đặc biệt sống trong cuộc đời này chúng ta nhớ, gặp pháp môn tịnh độ là gặp báu vật rồi. Thật sự gặp báu vật rồi. Nên tất cả người đi đến đây trong cái dịp mà tháng giêng này, như bữa nay là ngày 15 gầm tháng giêng gầm lớn nè, rất là nhiều người ta đi chùa, người ta đều mang một cái quan niệm cầu an cầu siêu cho người thân, nhiều lắm. Rồi nào là ghi cầu an cầu siêu đồ, người ta đều có một cái tâm tư là người ta cầu an cầu siêu cho người thân người ta 100% luôn. Trong Phật pháp dạy, quý vị tin 100% câu này luôn. Quý vị muốn cầu an cầu siêu cho bất cứ ai trong cuộc đời này, nếu như quý vị không an, lấy gì cầu an? Công nhận không? Quý vị muốn cầu an cho người thì trước nhất quý vị phải là người an tâm trước đi. Quý vị muốn cho người ta vui thì quý vị phải là người vui đi. Quý vị muốn cho của cải người ta thì quý vị phải có của cải. Quý vị muốn dạy người ta một pháp tu thì quý vị phải có pháp tu. Và quý vị muốn giải thoát cho người thì chính bản thân quý vị không buồn giận hay để trong tâm, không bị những cảnh giới cuộc đời này buộc ràng, thì đó là quý vị đang cầu siêu cho người thân quý vị. 100% luôn. Nguyên lý này là nguyên lý thật chất. Mà có nhiều người nói nguyên lý này thầy nói ra thì tôi không thu nhập được tiền. Nhưng nếu quý vị chân thật đem nguyên lý này mà dạy người thì cái phước báo quý vị cực kỳ lớn. Vì sao? Vì cái nguyên lý này là đang giúp người ta đi đến chỗ giải thoát. Họ thông hiểu được cái tâm. Khi thông hiểu được rồi thì cái tâm mà cúng dường của người ta còn cực kỳ mạnh nữa. Phải hiểu Phật pháp là cái gì? Phật pháp là một nền giáo dục cực kỳ đặc biệt, gọi là một nền giáo dục trí thiện. Trí là trí tuệ. Dùng trí tuệ để đem cái thiện này ra để dạy người. Nếu như không có cái trí tuệ mà chỉ Phật pháp là cái thiện thôi thì cái thiện này chưa đi đến chỗ cứu cánh dạy thôi. Nhưng nói Phật pháp là nền giáo dục trí thiện, là nền giáo dục này có trí tuệ nên mới có thể đem cái thiện dạy người mà đi đến chỗ cứu cánh dạy thôi. Nhớ đó. Nên pháp môn tịnh độ này tuyệt vời lắm. Một người cư sĩ bình thường thôi, nếu như chân thật niệm Phật, quý vị sẽ thấy quá tuyệt vời. Quý vị coi như câu nãy chúng ta nói, tình nghĩa vợ chồng, tình nghĩa yêu thương đi đến tiêu cực và chúng ta bị bế tắc,
đa phần con người trong cái cuộc đời này đều bị dính hết. 10 cặp vợ chồng đã hết dính, 9 cặp vợ chồng là đều đi đến cái chỗ tiêu cực và khổ đau. Quý vị hãy đi tìm hiểu, tổng kết 1000 con người khi có vợ và có chồng, quý vị hỏi họ đi. Niềm vui và cái khổ để lên bàn cân thì đa phần con người đều nói khổ nhiều hơn vui. Trong số lượng 1000 người đó thì đã hơn 900 người nói rằng đời tôi khổ đa phần, vui không được bao nhiêu, cho ra rất nhiều nhưng lấy lại thì rất ít. Đúng không? Đó. Nên cái tình cảm yêu thương trong cái cuộc đời này đa phần là đi vào tiêu cực và đi vào cái chỗ bế tắc. Nếu như bây giờ quý vị yêu thương và có một gia đình nhưng mà không bị tiêu cực và không bị bế tắc là chỉ có Phật Pháp bỏ vào thôi. Chỉ có Phật Pháp bỏ vào và dạy quý vị để trở thành một con người thông hiểu về định luật nhân quả. Và chúng ta đang chịu cái khổ trong cuộc đời này, làm vợ, làm chồng hay làm con hay làm cha mẹ, thì là toàn là do cái nhân mình đã từng gieo rồi sao, nên quả mình bây giờ phải chịu như vậy. Nên Phật Pháp bỏ vào chỗ đó thì thông hiểu cái tâm. Khi thông hiểu cái tâm thì không còn khổ nữa. Quý vị thấy không? Chỉ có Phật Pháp bỏ vào thôi. Còn không có Phật Pháp thì hoàn toàn quý vị phải khổ, càng phải khổ. Khổ với đứa con, vậy mà lao theo đứa con và bám víu đứa con và chấp nhận khổ vì đứa con, rồi đi đọa lạc vì đứa con, rồi kể lể với nó, tao vì mày mà tao đọa lạc, thì nó nói rằng ai mượn gì tôi để đọa lạc. Kinh khủng không? Nếu như không có Phật Pháp giải thích thì chúng ta tiêu, hoàn toàn chúng ta tiêu hết rồi. Phải nói rằng Đức Thích Ca Mâu Ni quá đại từ đại bi. Nếu Ngài không đem pháp môn Tịnh Độ này dạy trong cái thời mạt pháp này, thì tổ sư nói rằng chúng sanh trong thời mạt pháp đa phần đọa hết chưa? Đọa hết. Bây giờ nhiều người ngồi trong đây, quý vị nhớ quý vị đã từng tu nhiều môn, từng đi nhiều chùa và áp dụng nhiều phương pháp. Quý vị hãy bình tĩnh suy nghĩ, phương pháp nào đi đến chùa tu được mà về nhà tu được? Ở nhà tu được, đi đến chùa tu được. Nghe một người mà có thể vị trí nào cũng áp dụng được thì quý vị hãy bình tĩnh để chọn lựa đi. Những đức nói rằng cái phương pháp niệm Phật lễ Phật là gọn nhất, phù hợp nhất trong cái thời cuộc này. Nhớ nha quý vị, trong Phật Pháp có cái hay này nè, là quý vị tu môn nào quý vị có quyền truyền bá môn này. Chúng ta được quyền số 1 vì pháp tu đó. Còn người tu pháp khác, người ta có quyền nói pháp người ta số 1 vì pháp của Đức Phật toàn là số 1. Nên chúng ta đều tán thán số 1 chứ không có bài xích pháp khác. Nhớ. Nhưng quý vị chính mình tu, mình phải nhìn nhận, mình nhìn nhận cái pháp tu của mình là mình áp dụng được tiện lợi hay không. Nên nhiều người mang nghiệp phá thai đến gặp Như Đức hỏi rằng muốn cầu siêu cho các cháu phải làm sao? Niệm Phật. Họ nói ủa đơn giản nè thầy. Không đơn giản đâu. Không đơn giản đâu cô à. Cô một ngày cô niệm được mấy câu A Di Đà Phật? Cô nhớ A Di Đà Phật, nhớ Cực Lạc được bao nhiêu? Rồi trong câu Phật hiệu này cô đã khai thác được trong câu Phật hiệu này về cái tự tánh giác ngộ của cô đã phát triển được bao nhiêu chưa, mà cô nói đơn giản. Chư tổ sư nói rằng đem tất cả những bài giảng của Đức Thế Tôn trong 49 năm để lên bằng căn, và để một câu A Di Đà Phật lên bằng căn cùng căn. Như vậy mà câu A Di Đà Phật cùng với 49 năm của Đức Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp bằng nhau. Quý vị đi đọc kinh mà Đức Thế Tôn giảng 49 năm đi, rồi quý vị thấy rằng cả đời chúng ta chưa đọc hết thì chúng ta đã chết rồi. Còn một câu A Di Đà Phật vậy mà ngang bằng với 49 năm Đức Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp, quý vị nói có đơn giản không? Vậy mà nhiều người chỉ cần nghe một cái, một câu Phật hiệu có thể giải quyết đó. Ủa đơn giản lắm hả thầy? Không đơn giản đâu. Nên pháp môn Tịnh Độ này đi vào chỗ nào bạn tin hay không? Bây giờ có người làm cho bạn thấy rồi đó.
Tôi gặp Phật Pháp hơn 14 năm. Tôi đã niệm Phật hơn 14 năm. Từ một người vô danh tiểu tốt mà bây giờ tôi làm được một số việc ý nghĩa trong cuộc đời. Tôi nói thật sự Phật Pháp đã cứu cuộc đời tôi. Và chính tôi nói 100% chúng ta gặp tịnh độ này là chúng ta có thể giải quyết vấn đề khổ của ta. Người này có thể ngồi nói chuyện với mình là họ bổ túc được mười mấy năm niệm Phật đó. Họ mới đem tịnh độ mạnh dạn chia sẻ cho mình nghe nè. Nên quý vị bây giờ đang muốn cầu an, cầu siêu cho cha mẹ, ông bà mình, niệm Phật đi. Ngày ngày niệm Phật đi. Nhà nhà niệm Phật đi. Cả nước này niệm Phật đi. Cương vị nào niệm Phật trong cương vị nấy, quý vị coi nè. Nếu như bây giờ cái người làm chủ niệm Phật thì người làm chủ này không có tệ đâu. Không có tệ, chắc chắn luôn. Người làm công niệm Phật, người làm công này không có tệ, đúng không? Người làm vợ niệm Phật thì người làm vợ này sẽ không đến nỗi tệ quá. Người làm chồng niệm Phật thì làm chồng sẽ không tệ. Người làm con niệm Phật, làm con không tệ. Như vậy thì người người niệm Phật thì người người không đến nỗi tệ. Mà người người đã không tệ thì kiếp nạn tự quá giải. Phải không? Nên từ nơi đó mà mỗi người niệm Phật là tuyệt vời. Nhưng đi đến đây bổ túc cái gì? Niệm Phật. Bây giờ người ta chưa niệm, nhưng một ngày nào người ta sẽ niệm. Đến lúc bế tắc không còn cái gì thoát được hết chứ, không còn một cái gì vướng víu được hết, thì niệm Phật liền. Tức khắc thôi sẽ niệm Phật liền, không nói vòng vo chứ. Bây giờ mình cứ gieo đi. Tôi nói mạnh dạn một câu, niệm Phật giải quyết vấn đề. Quý vị nói tôi không tin. Không tin kể quý vị, sau này tin. Bây giờ chưa tin, sau này tin. Bây giờ chưa khổ, chưa niệm, mai mốt khổ sẽ niệm à. Chắc chắn luôn. Nên cứ nghe đi, từng nào cũng đi đến nghe đi. Rồi tu không tu gì mặc kệ, đi đâu mặc kệ, muốn làm cái gì làm mặc kệ, muốn đổi phương pháp mặc kệ, rồi sau cuối cùng quý vị sẽ biết. Quý vị đi vòng vo 10 năm sau, người ta niệm Phật 10 năm sau, quý vị sẽ vô cùng tiếc nuối. Phải chi 10 năm nay niệm Phật là được rồi. Anh em huynh đệ của những đức cùng một thờ, họ đi tá lả âm binh chứ. Lâu lâu gặp lại họ đều nói một câu gì mà giúp cho mình đúng là kiên cố tâm. Họ nói một câu gì? Phải chi niệm Phật như sư huynh là được rồi. Người nào gặp cũng nói câu phải chi niệm Phật như sư huynh là được rồi. Đi vòng vòng kiếm chùa muốn chết luôn, mà ngôi chùa nhỏ cũng không có. Sư huynh chỉ có niệm Phật không mà sao giữ chùa cũng quá chợ. Tuy nói cái tiếng giữ chùa nhưng thật sự là coi chúng và giải quyết vấn đề thì cũng như chùa mình là còn gì nữa. Thì công nhận không? Tuy không có được cái sở hữu về vật chất thế gian, nhưng được sử dụng về vật chất thế gian thì vì thấy chọn chỗ nào. Bảo đảm người tu giải thoát sẽ chọn phương hướng là sử dụng, không cần sở hữu. Chắc chắn. Từ nơi đó mà mỗi một người chúng ta đi đến đây là được nhắc cái gì? Niệm Phật. Nhắc cái niệm Phật là tuyệt vời nhất. Nên có một câu cũng hay nè quý vị. Đã là thương người thì người có hại ta, ta cũng thương người. Làm được không? Rèn đi. Bây giờ quý vị coi, quý vị giúp người mà bây giờ bị người ta chửi quý vị. Không lẽ bây giờ người ta khen mình mới giúp người ta hả? À, người ta chửi mình mà mình giúp người ta, mà người ta vẫn nhận mà. Hiểu không? Người ta vẫn nhận cái mà mình giúp người ta mà người ta vẫn chửi mình. Thì mình làm cái việc là người ta chỉ cần họ được lợi ích thôi. Còn cái việc họ khen họ chửi kệ mồ họ. Hiểu chưa? Thì từ nơi đó thì quý vị mới rèn được cái chữ thương thật sự trong nhà Phật dạy. Nhiều người chúng ta đi làm từ thiện chỉ cần gặp một hai người giành giật đồ thôi, tự nhiên người này người nọ nói này nói kia. Trời ơi, đi làm phiền não thêm, mệt thiệt ghê. Đi làm mà dứt dành với nhau thôi, mệt quá, nghỉ làm đi. Chúng ta nhớ lại câu này: đã là thương người thì dù có hại ta, ta cũng thương người. Làm đi. Nói những đức tổ chức chương trình kiếm thị, bao nhiêu người nói trời ơi, họ đến đây có khi họ la lối sùm, họ này cái kia tùm lum. Những đức nói mặc kệ họ, có ngày buổi mà chịu đựng cũng không được nữa thôi.
Hiểu không? Làm được thì làm thôi. Hiểu không quý vị? Nên từ nơi đó, nhưng chúng ta cũng phải hướng người ta. Đã là người ta giúp mình mà mình có tâm hại người ta thì con người mình là cái gì? Đúng không? Mình là cái gì? Mình tiếu rồi. Nhưng cái tâm người ta thiện đến với mình, người ta sẽ hưởng được sự an lạc vô cùng từ nội tâm đó. Nhưng mà mình có tâm mình hại người ta thì mình sẽ khổ tâm vô cùng, nặng nề vô cùng. Tại sao chúng ta đi sống như vậy làm chi? Nên suy nghĩ lại. Cuộc đời con người chúng ta chỉ có mấy chục năm, ngắn ngủi lắm quý vị ơi. Ngắn ngủi lắm. Hãy ngắn ngủi không? Trời ơi, có nhiều cô ngồi đây, trời ơi, lúc trước cũng đẹp lắm vậy đâu. Không? Cũng như bao nhiêu chàng trai đeo đuổi theo dữ lắm đúng không? Có nhiều cô đây đẹp chứ vẫn đâu. Nhưng mà mấy năm về sau lại ha. Bây giờ thấy có khi chồng còn chán chê mình ha. Thấy chưa? Thấy vô thường không? Nó vậy mà chúng ta không chọn thế giới cực lạc nữa là thôi. Nó, cái lối thoát chúng ta là về cực lạc đó. Đã là hiểu nguyên lý vậy rồi, hơn thua đấu đá trong cái cuộc đời này làm gì quý vị? Nên quý vị nên làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời mình, mà khi mình làm được đi. Ý nghĩa nhất là dẫn người đi tu, dẫn người đi niệm Phật, dẫn người đi lại Quan Âm Bồ Tát à. À, dẫn người đi thôi. Quá đặc biệt quý vị à. Bây giờ chúng ta lay quay sắp tới rồi. Lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Thấy không? Bây giờ thì mình thêm cái là mỗi tuần thứ bảy chúng ta tổ chức cộng tu bên chùa mới. Quý vị nên điều chỉnh số lượng người để mình đi qua chùa mới, mình tổ chức khóa tu bên đó. Là quý vị đang hộ trì Tam Bảo á, nơi nào như đến tổ chức khóa tu thì quý vị cứ đi đến để bị tu. Nói trời ơi, đi mà để chồng quýnh chết. Đi hoài bụp chết luôn thầy ơi. Nhưng cố gắng, hiểu chưa? Để mình thịnh vượng một ngôi Tam Bảo, thịnh vượng một ngôi Tam Bảo mới, để mà mình dẫn dắt nhiều người già, người ta được ở bên đó. Bên đây đầy không? Nay giờ muốn nhận người nữa cũng nhận được, hiểu chưa? Thì mình phải làm sao cho người ta biết bên kia, để cho người già được ở bên kia, cho người già được ở niệm Phật trong chùa. Chỉ có cái tâm vậy thôi. Làm gì vậy? Đó. Nên sau này mà những đức mà còn tính xin hòa thượng cho tổ chức bên Đại Tùng Lâm mà ngày 15 với 30, một tháng hai lần, mà tổ chức đổi lại là bằng đêm. Hiểu chưa? Bây giờ quý vị coi, nếu nó ngay chủ nhật thì mình tổ chức chủ nhật bên kia luôn. Hiểu không? Mà mình quay lại những cái ngày bình thường, mình tổ chức cái thời gian là 6 giờ rưỡi 7 giờ tối. Tại vì giờ đó bị đi làm tương đối về, và buổi chiều ít gì mình nghỉ được chút cũng dễ hơn là buổi sáng sớm. Mà lấy ngày 15 với ngày 30 đó, ngay bên kia thì mình có ghi thêm cầu an cầu siêu để mình rủ người ta đi, là một tháng hai lần có ghi cầu an cầu siêu luôn. Hiểu chưa? Nghĩa là mình dùng đa dạng phương tiện luôn quý vị. Những đức đều nghĩ cái điều là lợi ích một chút cũng được. Chỉ cần mình có một cái tâm lợi ích một chút cho chúng sanh cũng được. Nghĩ như vậy thôi, đủ duyên làm được. Tại vì cứ nhớ cái câu nhà Đức nói, đủ duyên làm được. Nếu bị hỏi lại không đủ duyên làm nữa thì sao thầy? Thì nghĩ làm. Hiểu chưa? Đã là đủ duyên làm, tại sao không làm? Có một người dẫn đầu, nó hừng hực cái tâm làm thiện, làm tốt cho chúng sanh. Những đức đã biết rồi. Vì nuôi người già là sâu sắc nhất về cái vô thường. Chết bất tử lắm, đừng có nói mà già. Nó thì quý vị coi mấy cái cách giảng mà. Ta nói cái mặt thì ghê. Thì bây giờ cái phong cách mà quý vị, quý vị lại phái. Hiểu không? Nên từ nơi đó quý vị biết rằng là vô thường đối với tuổi trẻ, vô thường đối với tuổi già. Đã là vô thường mà mang cái thân người khó được, mà bà đã được cái thân này,
Tại sao không dùng cái thân này như một công cụ để làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời? Để chúng ta dung dưỡng cái công cụ này để một ngày nào nó bỏ mình bất tử để mình uổng hả? Đừng nên. Chúng ta nên phát động chương trình dẫn người tu, dẫn người niệm Phật đến khi mình gần chết, mình cư một cái mình đi, vì mãn nguyện quá rồi. Bây giờ nhiều cô ngồi đây nè, mấy cô bình tĩnh suy nghĩ đi. Mấy cô đã đẻ mấy đứa con rồi? Mấy cô thấy thê thảm chưa? Mấy cô thấy cái ý nghĩa khi đẻ con và nuôi con đó, nó bằng ý nghĩa dẫn ta đi tu không? Nếu như cả đời mình mà không đẻ con, mình đi tu mà mình dẫn người ta đi tu, mình làm trưởng đoàn đồ gì, mình tự tại biết nhiều nói đúng không? Vô cùng tự tại. Nhưng mà cái gì nó cũng có tác dụng phụ một chút. Dẫn người ta đi tu mà khi người ta cũng kênh với mình. Nhưng mà chúng ta không quan trọng điều đó. Chúng ta đưa lên tư tưởng rằng tôi làm trưởng đoàn chúng ta là số lượng người đi tu theo đã đông rồi. Ai là người ở đây có thể lập ra một cái nhóm trưởng đoàn riêng, quý vị đưa tay lên. Chúng ta sẽ tạo điều kiện cho họ để làm trưởng nhóm khác về cái nhóm của họ để tiếp tục dẫn người đi tu. Chỉ cần làm sao phát động được chương trình dẫn người ta đi tu là được rồi. Tôi không cần cái chuyện tôi làm trưởng đoàn đông người gì cả, càng đông càng cực. Nên bản thân của những đức 3-4 điểm chùa, những đức coi, những đức rất là mong đào tạo cho các anh em huynh đệ kia làm được đi. Những đức xin nói với quý vị, cộng tu bên chùa mới là để sau này vài năm sau thành một mô hình cộng tu thứ bảy. Người đi đến rất đông, sau này tự quý thầy bên kia, những đức sẽ đào tạo cho các thầy tự chia sẻ tịnh độ để quý thầy có thể lập trường được và nuôi người già bên kia. Còn Đại Tùng Lâm 1 tháng 2 ngày tạo điều kiện đó cho quý thầy bên đó nuôi người già và có cái thờ khóa tu dẫn dắt đại chúng ở bên ngoài, để cho quý thầy sau này từ từ quý thầy được chia sẻ Phật Pháp ở bên đó, để quý thầy nuôi các cụ già bên đó. Còn tôi già rồi trở về quê. Hiểu không? Tôi nghĩ con đường lui lại, nên tôi phải đào tạo việc đó, nên tôi làm hết mình, tôi gây dựng giùm cho họ, để rồi tôi lui lại. Tôi luôn luôn tính con đường lui lại. Lui lại luyện binh. Muốn về cực lạc là phải luyện binh nghe chưa? Muốn về cực lạc mà tối ngày cứ lang thang hoài là khó giảng sanh lắm. Hiểu không? Nên chúng ta gặp nhau toàn là khuyên nhau cái gì? Giải thoát làm chính. Nhưng mà cái tâm giải thoát này càng nuôi thì càng an lạc. Lạ như vậy. Càng nuôi cái tâm giải thoát thì càng hừng hực cái tâm để làm việc thiện. Vì sao? Vì tôi muốn về cực lạc mà, thì phải làm thiện chứ. Nên tất cả các cô trong nhà bếp, các thầy, các chú trong chùa mình, họ nghe những đức viết họ ngực cái tâm. Bây giờ dưới bếp nấu ăn đang lỗ mèo rồi chứ. Xào đồ đồ kích liệt, quý vị nói không đơn giản. Nấu ăn mà xong mà xuống mà thấy mũi như mũi ăn trầu, lọ nghẹ, mặt mày tùm lum tùm la. Mấy cô mình chạy lăng xăng. Có khi quý vị đi đến gần quý vị nghe mùi khói. Thấy không? Không sao. Nó nghe mùi khói thì tắm, cái gì đâu sợ. Thấy không? Nên tất cả các cô nhà bếp nỗ lực lên, chị em cố gắng lên. Trời ơi, có người dẫn đầu gì là ngon quá rồi, hiểu chưa? Nó dẫn đầu hừng hực để làm việc lợi ích cho chúng sanh. Mình đi theo con người vậy thì đặc biệt quá. Cuộc đời con người mình đã hiểu rồi. Một hơi thở thở ra không hít vào, cái gì cầm theo được? Vợ chồng, con cháu, tiền bạc vật chất, ai cầm theo được? Từ xưa tới nay quý vị coi có ai cầm theo được những thứ này không? Tại sao chúng ta vì những thứ này mà chúng ta đa phần đi tạo nghiệp? Nói tới chỗ này sao cái tâm nó không nhận không? Nói này phải nhấn mạnh đó nghe, chứ không phải đơn giản. Dùng cái lực đó mới tiếp nhận nổi, chứ nếu không xìu xìu là mấy bà không có ăn thua gì đâu. Mấy bà này nặng lắm. Trời ơi, nghe thì nghe vậy đó, mấy bà về là bữa sau lại là thấy bận đồ tóc ten rồi là chạy vòng vòng chùa ngoài đường đi chơi đủ cà phê rồi pháo rồi ha. Chứ không phải giỡn đâu, phải nói mạnh, phải mạnh mẽ, nó quyết đoán để nó đi sâu vào trái tim. Thấy chưa?
Ôi ôi mình nhấn mạnh kiểu này á nghe quý vị, nó đi sâu vào tâm khảm được, hiểu chưa? Chuyện vẫn chơi hết trơn. Nó hãy bình tĩnh suy nghĩ đi nghe. Đừng có nên làm cái việc mà cuối cùng chúng ta hoàn toàn lỗ vốn. Quý vị nói tôi khổ cỡ nào vậy? Hy sinh gia đình cỡ nào cũng được. Không hy sinh, anh hùng gươm đó. Đừng có nói dòng do tam quắc gì. Quý vị coi, không phải anh hùng gươm mà. Khi chúng ta bệnh đau, phải chi mà người thân mình chia cho mình được chút bệnh này, thì cái này còn có thể hy sinh gì họ được. Khi chúng ta gần chết, chúng ta thở khập khểnh, mà họ lỡ họ nói em, anh phụ ở với em, thấy không? Nó kê vô cái miệng mình, nó thở không phát mình thở. Thì mình nói à được rồi, em hy sinh vì anh hy sinh vì em còn có ý nghĩa. Còn cái này họ nhìn mình, nó nhìn mình trước mặt nó mình chết, nó không thở phụ một thơ. Rồi con đường đi của mình là chỉ có một mình, đi phải gặp bao nhiêu chông gai, linh hồn mình vất vơ vất vưởng, làm kẻ cô đơn buồn bã. Nếu mà chưa đi siêu thoát, làm cô hồn, làm ma, đi xung quanh nhà mình, thấy gia đình đang ngồi ăn cơm, mọi người đang cười giỡn, đi du lịch, mình đi theo, mình làm cô hồn, làm ma, mình đi theo, mình nhìn người thân, mình kêu người thân, người ta không nghe. Quý vị thấy cái cảm giác này cỡ nào chưa? Quý vị nói rằng chết rồi là hết hả? Chết rồi mà hết rồi, Đức Thích Ca Mâu Ni tu làm chi à? Ngài là bậc đại trí mà Ngài đi bỏ cung vàng địa ngọc, vợ đẹp con xinh mà Ngài đi tu cầu giải thoát. Là Ngài biết được cái nguyên lý là ở cái cõi đời này mình muốn giúp người thân mình là chỉ có con đường giải thoát mới giúp được. Giải thoát mình thì mới giải thoát người. Nguyên lý này phải nhận thức nghe. Chứ đừng có nói mà tôi hy sinh vì người thân tôi, rồi tôi tạo một đống nghiệp để là của cải cho con cái. Quý vị nhớ, làm cái chuyện mà chúng ta hoàn toàn hại nhau, đừng có nói mà giúp. Hại đó chứ đừng nói giúp. Đã là bây giờ tạo nghiệp để kiếm tiền để là cho con, thì tiền này là tiền nghiệp quả, thì con của mình chịu cái gì? Chịu nghiệp quả. Làm sao tốt đẹp? Nên chúng ta phải biết tu nhân tích đức. Quý vị thấy chưa? Thấy không? Nên tại sao mà bây giờ chùa mình mà nó thu thập những bà xùm xồm này nhiều dữ vậy? Đa phần mấy bà này là có chồng có con không á, chứ ít có cô nào con gái ngồi trong đây đâu. Ít thật, nhìn xuống là biết, hiểu không? Toàn là cái chồng con được không à? Hoặc là chồng bỏ chồng chê ngồi đây nheo nhóc. Hiểu không? Mà tại sao họ thích nghe Như Đức nói chuyện? Vì nó cởi mở tâm tư, hiểu không? Mấy bà này là khiều khiều là không thể nào thấm đâu. Mấy bà này là cái giọng bóp bóp ầm ầm thì mới thấm được. Tại vì nặng căng quá. Nặng căng lắm, hiểu chưa? Nên từ nơi đó mà tại sao cái đô gì đó nói chuyện với bà chịu. Hiểu không? Nó nói sao không biết mà vỗ tay là ngon rồi. Thì có nhiều người nói ông thầy ba trợn dạy nguyên nhóm bà lơn. Sao mà kệ, miễn mình cười là được rồi đúng không? Mình cười vui vẻ ra thấy hạnh phúc mà, đúng không? Gặp với nhau không có tiền bạc vặt chắc cái chân, nhưng mà cười vui vẻ quá hạnh phúc rồi đúng không? Đúng cô dự sinh. Bây giờ mình cứ kêu mấy cái bà mà chồng bỏ chồng chê á, kêu mấy bà cho mình đừng có kêu người có chồng. Hiểu không? Mình kêu mấy bà chồng bỏ chồng chê có ai nói được mình gì đâu. Đó. Nhưng những Đức nói với vị nghe nghe, chúng ta gặp nhau trong cái cuộc đời này mà kết bạn với nhau này là quá đẹp rồi. Trời ơi, quý vị có bao nhiêu bạn quý vị cũng không đặc sắc bằng có thằng bạn những Đức. Thiệt luôn á. Bạn đến cuộc đời này chịu chơ, ghen, hiểu không? Bây giờ cái thằng bạn nào ghen mà nó dám nói một câu là nếu mà em khổ, em về nhà anh lo lắng cho. Có thằng nào dám nói không? Dám nói mới sợ vợ nó quýnh nó te tua chứ nói. Nhận Đức dám nói ha? À, Đức dám nói không có giỡn đâu nghe. Nói à, Đức nói à, nếu như... Ôi mà dùng danh từ gì bây giờ?
Họ lẽ mình kêu bằng em, hiểu không? Bây giờ mình nói cho tôi, nếu mấy người đủ duyên về chùa, tôi vớt hết cho. Nếu mấy người là đủ hết trơn luôn, quý vị công nhận không? Đó, nên nó sồn sồn hay gì cũng dính hết trơn. Đó, nên quý vị thấy bạn này chơi ngon không? Mà ta còn vớt đông nữa nghe, chứ không phải là vớt một người đâu, một người ăn thua gì. Đó, bây giờ ai dám gan, ai dám gan mà nói rằng là bây giờ tôi vô đây thầy lo được không? Tôi nói, chuyện nhỏ. Vậy đó mà bạn của mình dù chơi nhiều chục năm đó, nhưng mà mình có cái khó khăn gì mà mình đi đến nhà nó, mình ở nhà nó thử coi. Khó đó. Từ khi là nó không có vợ. Nó không có vợ gì chứ, mình đến mình ở với nó. Rồi xong rồi còn gì nữa. Vòng vo tam quắc gì đúng không? Chứ nó mà có vợ tôi coi, nó dám mạnh dạn không? Bạn bè nhiều năm gì. Nói bây giờ bạn của anh khổ quá, đang khó khăn. Chồng nó bỏ nó, khổ lắm mấy đứa con. Thôi anh với anh em về nuôi nó thời gian. Vợ nói, gì? Muốn chết hả? Muốn chết thì sao mà nói câu này? Thấy không? Nói bị coi, nó không có được. Nên những đức nói bị kết bạn, những đức là số 1. Đúng là chơi tứ đại dây không luôn. Tại vì không ai ràng buộc được những đức. Đâu ai ràng buộc được đâu. Chúng ta đi đến đây mà lại ý nghĩa nữa chứ. Cùng nhau nuôi mấy bà già. À, hay chưa? Cùng nhau nuôi mấy bà già mà không ràng buộc nhau. Còn bây giờ thí dụ như quý vị xa chồng hay xa vợ, quý vị bước thêm bước nữa, không hiểu hả? Không hiểu sao mà còn làm điều đó. Trời là trời. Ta nói là có chồng như gông đeo vào cổ. Nó đeo vào một lần rồi mà bây giờ còn chồng vào nữa. Hiểu không? Người ta dạy một lần thôi là kinh nghiệm cả đời người rồi. Mấy bà dạy chi mà hai ba lần dữ vậy? Hiểu không? Bây giờ á, những đức hướng dẫn nè, mấy bà mà chồng bỏ chồng chê, đi tu đi. Hoặc là dẫn đoàn đi tu, hoặc là mỗi tuần đi đến đây tu, hoặc đi làm việc bình thường, nuôi con đàng hoàng, rồi mình sống, mình tu hành, nhà có ngôi tam bảo. Còn lúc nào lễ lộc nghỉ đi đến đây, Tết nhất thì đi đến đây. Còn muốn đi đến đây được cũng được nữa. Muốn đi đến đây luôn cũng được nữa, hiểu chưa? Đó. Vậy thì mấy bà quá tự tại rồi. Chứ mấy bà đi tìm chi bước thêm bước nữa cho nó mệt. Thì nó cũng là như vậy thôi. Hiểu chưa? Mấy bà đã biết rồi. Chứ nó đâu có lạ. Có lạ gì đâu. Hiểu chưa? Bây giờ mình nói vậy đi để cho người ta có một con đường mấy ông. Tội nghiệp người ta. Mà thật sự mà nói dù mình là người đàn ông nghe. Vợ mình với mình chia tay nhau mà mình rất mong muốn vợ mình sống gì để nuôi con mình. Mình là một người phụ nữ nha, nhưng mà chồng mình xa mình vẫn muốn chồng mình sống gì để nuôi con mình. Chúng ta ai cũng có cái quan niệm này hết quý vị. Dù là không còn ở với nhau nhưng mình vẫn mong muốn họ giữ cái vai trò gì, mình cũng cảm thấy hãnh diện khi vợ mình gì. Chứ không ai muốn vợ mình khi xa mình mà nó tào lao bác xế đâu. Dù tu không tu gì họ cũng không thích vậy đâu quý vị. Mà khi mình vậy rồi nó nói ờ đúng, con nhỏ này tao bỏ nó đúng. Nó đúng là tính tình không đúng đắn, hiểu không? Nên mình bây giờ nghe biết có cái ngôi chùa gì rồi, rồi nghe ông thầy ông dạy rõ ràng quá rồi. Không, bây giờ thôi mình ở vậy mình nuôi con đi, dù mình có khó khăn nhưng mà con mình nó vẫn cảm thấy rằng nó hãnh diện khi có một người mẹ như vậy. Còn lỡ mà lúc mà chưa biết những đức á, mà vừa xa chồng mà lỡ cái gì rồi thì thôi bây giờ biết rồi thì quên đi, bỏ đi. Lỡ chơi một lần cho vui rồi xong qua rồi, từ hôm nay đừng chơi nữa. Hiểu không? Tạo cơ hội thấy chưa? Không nói chứ cái kiểu mà mới xa chồng xa vợ nó cũng cô đơn chiếc bóng đó. Nó mà gặp mà gọi là người mà đem nước đem lửa rồi đem cơm gạo đến nó cùng nấu cơm cũng nấu lắm á nghe. Chịu nấu lắm chứ không giỡn đâu. Dạng chẳng có cửa không mà. Thấy không? Nên bây giờ nghe những đức rồi, bây giờ chúng ta mài cái cửa mà để về cực lạc á. Thấy không? Chứ đừng có mài cái cửa mà ở trong cái cuộc đời này chém nhau nữa làm gì. Gặp nhau là chém nhau đó. Phiền phức. Hiểu không? Đó, có một cái cô kia lúc trước những đức hướng không chịu nghe.
lúc mà chồng bỏ năm 32 tuổi, gặp Nhật Đức nói con quyết định con tu, con không bao giờ. Nhật Đức nói cố gắng duy trì cái tâm đó đó, phải nghe pháp, phải niệm Phật nó mới duy trì được cái tâm đó, nghe không? Nói con khổ tới ớn cần cổ của thầy, không bao giờ. Con nói con thấy đàn ông bây giờ mà con ói. Nhật Đức nói thôi phan, cô nói câu này coi chừng cô dính nghiệp với chứ không giỡn đâu. Phan đừng có nói gì, từ từ và cố gắng lo tu đi nghe, đừng có nói quá nghe. Trời ơi, mới có nửa năm sau thấy bà dẫn thêm ông đi đến chùa, thêm nửa năm nữa bả mất tiêu luôn. Mới đây bà dẫn đến thêm thằng cu tèo mới đẻ. Nói bà thấy chưa, rồi gặp Nhân Đức nói đúng là con không nghe lời thầy, con khổ thiệt. Nó nói với con là nó thương con, nó lo lắng cho con và con luôn. Cuối cùng bây giờ nó lo đâu không thấy mà con tạo gần cục nợ này nữa nữa thầy. Rồi Nhân Đức hỏi giờ nó đâu tiêu, nó mất tiêu. Đến mà nó gọi là nó ép ra một cục nữa. Rồi cuối cùng nó bỏ đi mất tiêu. Đã là khổ vì mấy đứa con nuôi không xong mà bây giờ thêm cục nữa để nuôi. Thì bà nói bây giờ con mới làm sao thầy? Mấy bà sao hỏi mấy câu nói ngộ quá. Lúc mà tôi khuyên không chịu nghe đâu, mà khi nó ép gan cục nữa thì hỏi làm sao thầy. Xong Nhân Đức nói bây giờ làm sao là làm sao. Chuyện cứ đã rồi bây giờ làm sao. Bây giờ theo cô nghĩ Nhân Đức phải làm sao. Bà nói là thôi bây giờ thằng nhỏ trai con nó cũng 10 tuổi à, giờ nó cũng biết đọc biết viết hết rồi, con thấy vất vả quá, thôi con định giao một thằng cho thầy. Nói thật. Nhân Đức nói vui vui, Nhân Đức nói sao bà không giao bà cho Nhân Đức á. Bà giao cái dùng được bà không giao đâu. Trời ơi, nói mà gặp ông thầy nói chuyện vui thế ghê. Nói thôi cái số tôi vậy rồi, nên ai làm bắt tôi chịu không à. Thì được đi, nó chịu vô chùa thì cho nó vô, đúng không? Mười mấy tuổi bắt nó nuôi mấy ông già. Nó, bên Bảo Tháp bây giờ cũng 18, 19 đặng trai, nó nhỏ nhỏ cũng dễ thương, cũng ngoan, đúng không? Vậy thấy không, trong cái cuộc đời này chúng ta đã từng trải qua, chúng ta nên kinh nghiệm chứ. Tại sao chúng ta cứ tiếp tục bước theo con đường cũ ngày xưa hoài á? Phải chi mà năm 17, 18 tuổi thì chúng ta nói rằng mình lỡ dại. Còn bây giờ mình đã trải qua thời gian của 29 tuổi, 30 là nửa cuộc đời người rồi, mà mình còn nói lỡ dại gì nữa chợ. Mấy bà kiểu này là cố tình á, lỡ dại gì. Hiểu không? Không có lỡ dại mà là bà cố tình nữa, thấy chưa? Có nhiều bà thì gặp nói rằng thầy con thật sự với thầy chứ cũng thông cảm. Có khi mà thật sự mà nói bao nhiêu lời đường mặt con cũng không vượt qua được. Nói ai mượn bà vượt qua không được. Hiểu không? Bà cứ lo bà tu đi, rồi mỗi ngày bà nghe Nhân Đức giảng đi, rồi mỗi ngày, mỗi tuần chủ nhật bà đến đi, rồi tối mà bà bước thêm bước nữa nữa. Bà chỉ nhìn ra liền, nhìn ra là cuộc đời bây giờ nó thoải mái, nó tự tại quá. Bước thêm bước nữa làm chi để cái gông này nó kiền vào cổ mình. Trời ơi trời, mình bây giờ nó không có ai ràng buộc mình. Mình nuôi con mình dạy con mình sống nó thoải mái. Muốn đi chùa không ai nói tới mình gì. Tự nhiên đi rước gì cục nợ gì, về đi chùa nó cũng không cho đi. Vô duyên. Đúng không? Nó nên á, quý vị thấy biết chùa này quý vị thấy không? Nếu sống với gia đình thì chăng thật hạnh phúc với gia đình, nuôi dưỡng một mái ấm gia đình. Đối với vợ chồng thì đừng bao giờ ai cũng cho rằng mình là người giỏi, ai cũng cho mình là người hơn họ. Vậy thì sống là đúng rồi. Biết tu rồi sống trong cuộc đời này nhẵn nhau mà sống, vì con vì gia đình mà sống nha. Rồi nếu mà hết nợ thì thôi, bây giờ nó quyết định nó nói tôi bỏ bà thì hết nợ. Nó quyết định nó bỏ mình mà mình không có bỏ người ta. Mình không phải là mình nghe đạo bây giờ mình biết chùa gì mình biết tu cái nào mình bắt càng, không phải, mà là mình sống càng đúng đắn hơn, mình càng có trách nhiệm hơn. Nhưng mà chồng quyết định nó bỏ mình rồi thì người ta quyết định người ta bỏ mình là hết nợ rồi. Thì hết nợ rồi trong lòng mình cũng cảm thấy vui vì mình trả nợ sống rồi, hiểu không?
Thật sự mà nói, người ta thì hết nợ với mình, người ta bỏ mình, mà mình còn nợ với người ta nên mình còn thương người ta, mình khổ. Thì bây giờ thôi, quyết định người ta bỏ mình rồi thì giờ mình còn cái nợ, nhưng mà mình cũng cố gắng niệm Phật để mình hóa giải cái tâm đó đi. Mình nói với mình rằng thôi, người ta hết nợ với mình rồi, mà mình còn thương người ta, mà người ta không thương mình là vì mình còn nợ với người ta. Nên thôi giờ hiểu rồi, cố gắng tu hành. Mỗi tuần chủ nhật đến đây nghe thầy giảng rồi vui để quên đi, rồi từ từ nhờ cái phước đức đó mà nó hóa giải cái nghiệp mà mình dính mắc người ta, mình đau lòng, mình khổ. Thấy không? Từ từ nó giải liền à. Nó giải liền, nhưng mà phải được gần chùa chiền, được nghe pháp, được tu. Rồi từ từ nó mới tạo cho mình một cái định lực, một phương hướng cho chính mình, nó càng đẹp. Thật sự mà nói với mấy cô chứ, mình đã hiểu rồi, bây giờ mình có một con đường vui, thật sự là có thiệt á. Nếu như mà mỗi ngày mình biết niệm Phật, rồi mình biết đủ, mình không có ăn diện gì bao nhiêu, mình sống gọn gọn thôi. Ngày xưa mình tiền, mình ăn diện, đồ đạc biết nhiêu nói. Thôi bây giờ thì mình mặc đồ vừa gọn gọn thôi. Đồ mà đồ đơn giản, không có màu mè lè lẹt gì chứ á. Rồi không có son phấn như ngày xưa. Thì tức khắc mấy cô đâu có tốn tiền bạc bao nhiêu đâu, mà nó đẹp nghe. Cái tâm mình nó vui, nó đẹp lắm. Yên tâm cái chuyện đi, không có thiếu cơm gạo gì đâu. Còn cái chuyện con mình có phước thì tự nhiên nó sẽ tốt mà. Đừng có nặng nề quá. Mình chỉ cần cho con đi học hành đàng hoàng, rồi mỗi tuần thứ bảy dẫn con đến đây để học lớp đạo làm con. Rồi lễ lọc Tết nhất thì đi vô chùa ăn Tết, giữ lễ. Mỗi năm được nghỉ, cứ dẫn gia đình vô chùa để mà ở trong đây, vừa tu được, vừa sống trong đây. Đâu có tốn tiền bạc gì đâu. Rồi mai mốt con nó lớn khôn rồi thì mình đi vô chùa mình ở luôn cũng được nữa. Mình nuôi chí hướng vậy đó. Khi con đi học xong nó làm được hết trơn, mình đi vô chùa. Rồi mình còn cuộc đời còn lại mình ở trong cái Tam Bảo. Rồi đến khi mình ra đi mình về cực lạc. Trời ơi, an lạc biết bao nhiêu, nói chưa? Thấy không? Đó, nên bây giờ mình biết nhau, bây giờ mình chia sẻ cho nhau nghe, để mình đừng có nên tạo thêm cái nghiệp quả trong cuộc đời này khổ đau làm chi nữa mấy cô ơi. Nên những đức cũng có duyên với mấy cô sùng sồn nhiều. Đông quý vị nhìn xuống đi, thấy quá trời luôn. Toàn là cỡ tuổi như Đức rất là nhiều. Thấy nhiều nhiều bằng tuổi như Đức không à. Nó từ bốn mấy, ba mấy đồ nhiều quá trời. Nhưng mà gặp là ưa nói cái chuyện mà xa chồng đồ không à. Cái xã hội này nó kỳ cục nghe. Nên mấy cái đứa gái mà trẻ trẻ mà biết Phật pháp á con, nếu như các con mà muốn đi tu sớm còn ngon hơn. Như mấy cô chùa mình phơ phớ, sống vui vẻ à. Nhưng mà nói cũng phải khó khăn nha. Cuộc đời này lạ lắm. Có nhiều người chúng ta thì nói rằng con biết gì, ngày xưa con đi tu sớm phức cho rồi. Những đức nói lại một câu, bà đi tu sớm bà đâu có chịu. Hiểu chưa? Nó cái nghiệp nó còn, nó tu sớm mới được. Nó cứ là nó nao nao trong lòng kỳ cục. Nó cả đi vô chùa tu rồi, trong lòng mình nó cũng cấu xé mình. Nên nó phải gặp được ông thầy ít gì nó cũng phải hiểu chuyện. Nó biết nói chuyện này chuyện kia chọc cho vui. Vậy nó mới sống nổi chứ không theo không thôi, giết nó thành khô khan cằn cỗi. Tu giết mà sơ xác, mặc như con cá thác lát. Giỡn đâu quý vị, đúng không? Mình nói vậy, mình là đàn ông trong gia đình, cái vui là cái quan trọng. Mình mà bước về nhà cái là nhà có nụ cười. Trời ơi, người đàn ông vậy thì thôi nó tuyệt vời gì đâu. Mình á, mình biết gia đình của mình là mình gánh vác. Mình đừng có đem gánh nặng gì cho gia đình mình chỉ cho nó mệt. Như bản thân những đức biết bản thân mình phải lo. Nên những đức muốn cần đem gánh nặng gì cho các cô, các chú, các thầy trong chùa mình chứ. Mỗi lần gặp ngồi nói chuyện, những đức đều nói cái sự an tâm không à. Những đức đều nói cái chuyện là mua cái này mua cái nọ lo cho không à. Chứ những đức chưa bao giờ mà mình nghĩ cái quan niệm gì. Quý vị đừng có quan niệm này sai lắm nè. Đừng có bao giờ nghĩ mình than một chút đi. Than một chút đi để cho nhà đừng có đòi hỏi. Mình than một chút đi để cho con đừng có đòi này kia. Nó thành bệnh than. Than chi cho nó mệt. Mình cứ rộng rãi đi. Nó càng có nhiều nữa nó có thiếu rồi cứ sợ. Nên những đức thấy rõ ràng những đức sống với chúng. Cứ là cái gì mình thấy lo được cho người ta mình lo đi. Thì lo cho con người là điều tốt, cứ lo cho con người ta đi. Mà khi lo cho người ta tốt rồi người ta càng nhiệt tình, mà người ta càng nhiệt tình thì càng có phước. Có nhiều người ta có quan niệm trong chùa chiền, người ta nghĩ rằng xài quá nó hết phước, tổn phước. Nó bực bội nó còn tổn ác đạn hơn. Thà bây giờ cái cần xài một chút đi. Mà cái tâm người ta vui hoan hỷ còn có phước nhiều hơn. Là mình không cho nó xài. Nó nói mình là cái thứ keo kiệt, cái thứ ác ôn, chết đi. Thì nó tổn phước còn ác hơn nữa quý vị. Nên con mình nó vẫn biết nhà mình có điều kiện.
Nhưng mình phải giải thích cho con mình nghe làm sao làm sao. Chứ mình đừng có điều kiện mà mình giấu giếm rồi mình hạ tiện, keo kiệt với nó. Nó nói mẹ cha học Phật gì mà keo kiệt thế ớt. Nó không có chịu nghe mình đâu. Nhưng mà mình cho con những cái gì rõ ràng cái đấy, mình nói rõ ràng cho con nghe. Vì thì tức khắc quý vị cũng dạy được con, mà gia đình quý vị cũng hạnh phúc. Nên mình là người học Phật, càng học phải càng rộng rãi đối với người. Càng học thì càng rộng rãi đối với người, còn riêng bản thân mình đơn giản. Vậy thì ai mà không thương quý vị? Quý vị thấy những điều những Đức chia sẻ Phật Pháp không? Nó cực kỳ gần gũi luôn, để áp dụng trong cuộc sống luôn. Mà ngay cái pháp niệm Phật này là cái pháp nhân sinh nè. Nên những Đức nói rằng là tất cả các cô mà từng mang nghiệp phá thai, cái nghiệp này ghê gớm lắm. Cái nghiệp này không có đơn giản đâu. Đừng có nói cái chuyện giỡn chơi với cái nghiệp này. Đừng có nói rằng bây giờ tôi lỡ mang nghiệp phá thai rồi nghe. Rồi bây giờ tôi đi đến chùa tôi nhờ cúng kiến gì cái là xong. Không có xong đâu. Không có xong đâu. Mình buộc dây, mình phải là người mở dây. Bây giờ ví dụ như mấy ông đàn ông đi, vợ mình đã từng mang nghiệp phá thai, mấy ông đi đến đây tu, nhưng mà vợ không đi đến đây tu. Mấy ông nhớ nha, tuy vợ mình phá thai nhưng mà mấy ông chia đôi với vợ đó. Mấy ông suy nghĩ có đúng không? Chia đôi, chứ không phải là cái này chỉ có tội vợ không đâu nghe. Không có mấy ông lấy gì mà phá. Cưa đôi, mấy ông chịu phân nửa, bả chịu phân nửa. Nhớ đó. Vậy thì quý vị hiểu rồi. Vợ không tu, mình cố gắng tu. Cái nghiệp phá thai này là cái nghiệp nó đeo đẳng theo kinh khủng lắm. Nó đeo theo, trời ơi, nó báo thù. Nhất là quý vị sanh những đứa con sau này mà nuôi thì nó càng quán hận cái tâm. Cái tâm mà ích kỷ, cái tâm mà nó giống như mà nó thấy lo cho anh chị mà không lo cho nó, bỏ bê nó đó. Trời ơi, nó kinh khủng lắm quý vị ơi. Đứa nào mà chỉ cần mà hút phước cái thôi là nó làm cho đứa đó phải kênh với mình, phải nghinh với mình, phải chữ mình, phải làm cho mình đau khổ. Cái báo thù là nó xuyên qua người khác để báo thù mình. Nghiệp phá thai này ghê lắm đó. Nên tất cả những cô mà mang nghiệp phá thai nghe, cái nghiệp này mà không có một cái pháp tu để hóa giải đó nghe, là kẹt lắm. Chắc chắn rằng là cận tử nghiệp là chúng ta phải bị nó đẩy thẳng vào tam đồ ác đạo. Ghê lắm đó. Nên có một cô kia hôm qua như Đức gặp cổ, cô nói rằng thầy ơi, con là đạo Thiên Chúa nè thầy, nhưng mà con nghe thầy giảng là con phái lắm. Những Đức nói đạo nào cũng dạy người ta tốt quá, nhưng hiểu không? Bây giờ cô học Chúa là cha, học Phật là thầy, thì cha mẹ nào mà thấy con mình học thầy tốt thì cha mẹ mừng thôi. Cô chỉ cần cô vui, cô tốt là cô học được. Vậy con có tội không thầy? Tội gì? Làm gì có tội. Quý vị biết rằng đạo Phật là một cái đạo mà có sự tự do lắm quý vị. Tự do tín ngưỡng. Quý vị học Phật, quý vị có quyền học tất cả các môn học của các tôn giáo dưới khả năng quý vị có thể học được. Nếu đã là như vậy, vậy thì chúng ta sống trong một cái thời cuộc tự do xã hội. Vậy thì quý vị, đạo nào quý vị cũng có quyền học các mối đạo khác, nếu sở học đó là có sự lợi ích. Đúng không? Thì sao bị chấp nặng kỳ cục cái chợ? Mình miễn sao mà tâm trạng mình học được sự lợi ích, mình có nụ cười, mình có niềm vui. Có người hỏi Nhân Đức, bây giờ con niệm Phật mà con đi vào nhà thờ, rồi người ta đọc sao con đọc theo vậy, được không thầy? Nhân Đức nói làm gì không được. Tất cả lời kinh đó toàn là tốt không à. Rồi tất cả những ngày rửa tội đều có cái hay, hiểu không? Thì ngồi trong đó thì làm giống hình người ta đi. Còn vô chỗ ngồi niệm Phật thì niệm giống. Vậy đổi lại là người đã từng vô những vị trí của nơi đạo Thiên Chúa rửa tội, còn bây giờ mình vô đây mình ngồi niệm Phật được không? Những Đức hỏi quý vị được không? Đức Chúa cũng dạy chúng ta chữ giác ngộ, đúng không? Có dạy cái chuyện làm cha mẹ có trách nhiệm, làm con hiếu với cha mẹ không? Có chứ. Năm giới mười thiện mà làm gì không có. Nên trong nhà Phật nói câu là ông chờ có đức hiếu sinh, là thương nhân sinh, thương muôn loài, hiểu chưa?
Nên năm giới mười thiện đi lên cõi trời, chúng ta học Phật là cũng nguồn gốc. Làm gì không học nhau được, đều học được hết. Những điều như Đức chia sẻ đây quý vị nghe rất rõ ràng, dễ hiểu. Vì thì ai đến đây học cũng được. Nên tất cả những người mối đạo nào cũng đi đến đây học được. Những Đức cũng có thể học được với quý vị. Quý vị có cái hay quý vị chia sẻ như Đức nghe liền. Chúng ta nên có cái tâm học tập gì đó quý vị, thì tức khắc sở học chúng ta rất là phong phú. Đừng có bị chết cứng nghe. Người học đạo đừng bao giờ chỉ có nghiêng cái ngã gì mình thôi mà quên học người khác. Theo những Đức thấy rằng khi chúng ta tu học cũng có những cái mà người ta chỉ rác giùm mình, nhưng mà mình cứ mãi mê mình nói người ta là tại sao chỉ rác giùm mình hoài à? Nếu như mà không có người chỉ rác giùm thì chúng ta trở thành cái hầm rác. Nên cảm ơn những người chỉ rác giùm mình thì tức khắc sở học chúng ta sẽ có kết quả. Người chỉ trích mình là họ rèn chữ nhẫn giùm mình. Chúng ta nên phát triển sở học đi quý vị. Nên phát triển sở học lên một chút nữa đi, tăng lên một chút nữa. Có nghĩa là càng học đạo càng tăng thêm cái sở học của chúng ta, nó càng phong phú hơn nữa. Tốt. Nó chỉ càng đặt cái vai trò tốt thì mọi việc nó sẽ tốt hết. Thí dụ như chúng ta lỡ ngày xưa phá thai, bây giờ chúng ta hiểu rồi. Hiểu rồi. Từ hôm nay ăn chay trường, phóng sanh, niệm Phật và hiểu định lực nhân quả rồi. Mẹ hôm nay con có hành hạ mẹ sao mẹ cũng chịu, mẹ niệm Phật. Mẹ quyết cho tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc, cha quyết tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc. Cái tâm quyết này thì quá giải nghiệp. Cái quá giải nghiệp là mỗi khi nghe pháp gì nè, nó cởi mở tâm tư. Quý vị nhớ nghe, cái nghe pháp này nó cởi mở tâm tư cho mình, mà cởi mở tâm tư luôn cho những thai nhi, luôn cho những người chết chưa siêu thoát đi theo mình, luôn những quan gia trái chủ cũng được quá giải luôn. Trời ơi, quý vị thấy nó đặc biệt chứ quý vị. Nên phải mở con mắt ra. Không có nhắm, hiểu không? Nó ngồi đông như vậy mà ngồi mà nghe được nó không đơn giản. Nó không đơn giản đâu. Bởi vì lâu lâu mà vỗ tay cái cũng đỡ lắm. Nó làm cho cái bà ngồi kế bên tỉnh. Trời ơi, cái giờ này là cái giờ dễ buồn ngủ lắm nè, mà giảng nhẹ nhẹ là ngủ liền á. Trời ơi, giảng nhẹ nhẹ là bắt đầu ngồi dưới nghe. Bây giờ quý vị con nguyên một cái vàng ngồi trên đây nè, nguyên một cái vàng ở dưới kia người ta đang háo hức ta nghe. Chứ gặp mà ai cũng đưa cái miệng lên. Ở đây sao giảng nổi? Tiêu luôn giảng nổi. Vì cái tần số nó yếu á, sao giảng? Hiểu không? Nên từ nơi đó quý vị biết rằng là chúng ta có cơ hội đi đến đây, nó phải nghe như vậy để nó hóa giải cái nghiệp của mình, cái tâm của mình, cái sự u uất trong lòng của mình. Rồi nó hóa giải luôn quan gia trái chủ đi theo mình. Rồi những người mang nghiệp phá thai, những thai nhi nghe như vậy để mà ở đây mà lo tu. Bởi vì những cái lúc mà cao trào giảng gì nè, quý vị thấy cái mặt thấy ghê lắm đúng không? Mà không lẽ giảng như vậy mà cái mặt được không? Quý vị coi nó hiện cái tướng nó mới phù hợp chứ. Lúc mới vô, không lẽ vừa mới vô không lẽ làm gì? Nó phải là từ tốn mà nó lên đến mức mà gọi là giảng cao, để con người ta nghe được. Người ta nghe mà không ngủ, không có đơn giản. Nó, quý vị biết đây là cái môn giảng không đơn giản đâu nghe. Nó, nên chúng ta đừng có coi vào một cái chỗ nhỏ xíu xiu cái chúng ta tóm tắt cái bài giảng của người ta uổng. Uổng thấy ghê. Nó, nên từ nơi đó có nhiều người anh ta cũng bình luận, ta nói cái mặt của ông thầy này giảng thấy ghê quá. Thì kệ cái mặt thì sao cũng được, miễn nó nuôi cái bà già là được rồi. Còn cái mặt mình ngon quá mà mình có nuôi bà già nào không? Ôi trời. Khi cha mẹ ruột mình mà mình còn chưa nuôi được mà mình cái mặt sao kệ kệ bố nó. Hiểu không? Tôi nói bố tôi không nói ai chứ nha. Hiểu không? Quý vị coi thà bây giờ, ví dụ như bây giờ quý vị lấy một cái thằng chồng mà cái mặt nó dữ dữ nhưng mà nó lại thương mình, nó nhiệt tình, nó hết lòng đối với cha mẹ mình luôn, quý vị thấy thích hơn hay là cái thằng đẹp trai ngon lành mà nó xạo sự? Bình tĩnh suy nghĩ đi. Hiểu chưa? Tôi thật sự tôi nói thiệt, tôi dữ dữ như tôi không có chơi sau lưng ai chứ, không có chọt ai sau lưng như. Hiểu không? Cái gì tôi nói thẳng vậy đó. Tôi ngủ ngon lắm,
Tôi nằm như là tôi ngủ ngon lành lắm nghe. Tôi dễ ngủ lắm á, tôi cho quý vị biết á. Tại vì sao? Tôi thoải mái mà. Cái gì tôi cần nói tôi nói trơn rồi. Nên cái cách chia sẻ Phật pháp những đức là tất cả những cái gì u uất trong lòng nói hết. Quý vị cũng nên tập giống những đức. Buồn cái gì chút nói đi, hãy nói đi. Hiểu chưa? Nó để trong lòng buồn chứ ạ? À? Buồn là chất độc nghe. Buồn là chất độc. Buồn mà không nói ra là chất độc này phát tán ghê lắm. Nên trong gia đình mà cái buồn chút mà cứ bồi dưỡng nó chút để vô. Chứa. Mai mốt nó thành một đại buồn là lúc đó hết trị được. Chúng ta là người học Phật, buồn cái gì một chút giải quyết liền, không giải quyết kiếm từ giải quyết. Hiểu không? Kiếm người giải quyết là sao thầy? Là nói ra. Là mình gặp bạn đồng tu mình nói ra, rồi xong mình bỏ liền. Những đức nói tôi là một cái túi không đáy nè. Ai muốn buồn khổ gì lỡ nói cho tôi nghe, tôi xả sạch luôn. Cho vị biết là tôi nghe cỡ nào cũng ăn thua gì. Mà đến với tôi nó trở thành Phật pháp, tôi có sợ đâu. Nên từ đó tu học hiểu rồi, không có phiền não gì nữa. Thì nhớ nghe, mỗi lần mà nó phiền não nhất luôn, nó mà vượt qua được thì công phu tu tiến lên một bậc, 100% luôn. Quý vị sẽ suy nghĩ ra, ồ phiền não nó đâu có kết quả gì đâu, nó đâu có lợi ích gì đâu, mà phiền não rồi mới biết. Thí dụ như mình chửi vợ mình cái, mình ngồi suy nghĩ lại, vợ mình mà mình chửi nó vậy coi không có được. Lỡ mình quýnh vợ mình cái bát, mình ngồi suy nghĩ chảo là chảo, cái mặt này để thương chứ làm gì để quýnh. Quýnh một lần kinh nghiệm, về sau không có đánh nữa. Đánh nó lỡ mà không mua thuốc uống mà không tốn tiền, mà còn đổ vỡ tình cảm, không nên quýnh nữa. Suy nghĩ ra, nghĩa là con người ta là thường không phải hoàn toàn đúng được, nó phải có cái sai, sai rồi thì nó mới sửa được. Nguyên lý là như vậy quý vị à. Đó. Mình phải cho người ta cơ hội. Đó. Nên những đức mà người bên cạnh như đức cứ nhắc những điều tốt hoài, mà những đức rất là kiên nhẫn nghe. Quý vị thấy những đức phải kiên nhẫn không? Nhắc hoài, nội mà niệm Phật những đức nhắc hoài luôn. Có nhiều người ta nói một câu như đức, ủa thầy nhắc hoài không sợ nhàm hả? Ta nói đến mức gì đó trời. Như đức nói tôi không có nhàm. Có gì đâu nhàm. Chính bản thân tôi mà còn quên niệm Phật hoài mà. Tôi nhắc tôi đó chứ đâu nhàm. Hiểu không? Đó nên mới kiên nhẫn. Thì tâm từ bi nơi đó nó mới hiển lộ ra. Sự từ bi của con người là sự nhắc nhở xác thực, cho người ta sửa, cho người ta cơ hội, đó là từ bi. Hiểu không? Nên con người mà ai mà không có cái sai à. Nên tôi vẫn luôn luôn duy trì cái mặt này đó. À, nên từ nơi đó thật sự mà nói, mình thì cười cũng không đẹp đẽ gì, nhưng mà phải cười thôi, được chưa? Còn hơn quý vị cười đẹp không chịu cười, đúng không? Tôi cái tướng không đẹp nhưng mà tôi đi bye bye, đi qua mặt người ta không. Có một lần thì đi xẹt, mà bận bộ đồ lam, cái bà kia nói ông thầy cái tướng xấu quá mà đi nhanh trước mặt người ta. Nhưng Đức nói à, tướng xấu mà đi trước mặt vậy mới gan chứ. Vị nhớ nghe, trong cái cuộc đời con người chúng ta không được cho rằng mình là một con người lúc nào ở vị trí nào cũng bị lép, thất bại. Chúng ta tại sao bị mặc cảm vì bản thân mình có thân người. Mình có được cái thân người là mình đã mừng rồi. Bây giờ những đức nói cho người bị tàn tật nghe một câu, chúng ta có được thân người vẫn có sự tư duy hơn loài cầm thú. Chúng ta mừng khi mình có thân người, dù mình bị tật nguyền nhưng chúng ta thấy mình vẫn còn hơn loài cầm thú. Nếu như quý vị có cái nghĩ này thì con người quý vị không bao giờ bị tiêu cực, chúng ta thấy mình có cái hơn người. Còn nếu như mình nghèo sơ nghèo sát thì mình nói rằng nghèo nhưng mà còn có cơm ăn, còn hơn một số đất nước trên thế giới. Bây giờ họ đang sống những bộ tộc cực kỳ khổ, nhà của họ cũng như là một cái chuồng của cái con này con kia nữa. Quý vị coi nhiều cái bộ tộc ở thế giới bị coi phải không? Chúng ta có nghèo gì chúng ta cũng hơn họ. Tại sao chúng ta không hạ cấp xuống để nhìn nâng mình lên, mà chúng ta đi nhìn cái người cao mà để thấy mình thấp, để mình luôn luôn bị tiêu cực, thất bại hoàn toàn. Như tôi xấu, tôi nhìn cái người xấu hơn tôi thấy tôi đẹp. Đúng không?
Tại sao chúng ta ngu gì chúng ta đi nhìn người mẫu? Rồi chọn nhìn người mẫu là mình quá xấu. Hiểu chưa? Mà đâu có nhìn người mẫu, nhìn người xấu của mình. Bây giờ Nhân Đức đi lỡ ngay cái người mù, Nhân Đức chụp hình với họ, Nhân Đức nói tôi đẹp đó. Chứ sao? Thấy không? Còn tôi lỡ người đẹp thì tôi tránh chỗ khác. Thấy xấu hơn người ta quá thì thôi, mình không có dám nhìn người đẹp quá, hiểu chưa? Quý vị mà sống như vậy thì quá tuyệt vời. Lúc nào mình cũng có chỗ mình hơn người ta một chút để mình có tương lai. À, nên đừng bao giờ cho rằng mình ít học là mình bị thu xúc, để mình bị tiêu cực. Không có. Ít học thì mình đem cái sở ít học của mình để chơi với người ta. Mình có được nhiều thì đem cái vốn nó ra chơi nhiều. Ai chơi chung thì chơi, không chơi thì thôi. À, sợ gì? Đó. Quý vị biết người ta học đại học, học này học kia, mình học chỉ có tiểu học. Thì nó nói đại học, mình nói tiểu học. Thấy chưa? Mình nói tiểu học của mình. Nói, ồ sao nói chuyện gì đâu mà toàn nói tiểu học không? Thì tôi học có tiểu học, tôi nói tiểu học chứ làm sao? Nhưng mà mấy cái người học đại học có chừng nó quên tiểu học á. Nó quên mất tiêu mấy cái bài học ngày xưa. À, còn mình lại nói được về những bài học ngày xưa. Nó mình kể cho nó nghe những cái bài học mà giống như hòn đá đó. À, mấy bài học đó mình kể cho họ nghe. Có khi mình nói, mấy người học đại học nó công nhận này ghê nha. Học tiểu học mà lót mình móng giày thì ghê. Hiểu chưa? Nó rồi mình kể cho nghe mấy cái bài học mà gọi là bó đũa rồi đó. Chuyện người cha rèn con bó đũa, hiểu chưa? Đó, mình lấy bài học đó mình giảng. Mày muốn giảng đại học mà giảng đi, tao giảng tiểu học. Được không? Vậy thì được rồi đó. Còn ông là làm giám đốc, ông làm kỹ sư. Nhưng tôi làm ruộng. Tôi nói chuyện với giám đốc kỹ sư, ông cứ nói cái chuyện của ông đi, tôi nghe. Hiểu hiểu kệ tôi nghe đó. Rồi tôi nói làm ruộng thứ ông ngóng cổ mà nghe, ông biết. Mình tự nhiên mình nói, trời ơi, mình nhìn nó cằn cù quá trời luôn. Tay chân cằn cù, nhìn người ta sang trọng, gặp người ta ngại quá, không có nói được cái gì. Bậy. Mình có cái thế mạnh của mình. Mình làm ruộng có thế mạnh của mình. Chưa chắc những thằng kỹ sư nó hiểu được như cái người làm ruộng. Nó nói chuyện của nó mình không hiểu bao nhiêu, mà mình nói chuyện của mình chưa chắc nó hiểu. Chơi được rồi, vậy đâu sợ. Hiểu không? Quý vị mà hiểu được nguyên lý này, đố mà quý vị chạy ai luôn. Muốn nói cỡ nào cũng nói được hết. Hiểu không? Tại sao mà chị Đức giao tiếp với ai cũng được cái môn đó đó. Muốn nói cái gì đó nói, tôi nói chuyện nuôi người già. Cuối cùng những Đức mà đưa vô cái chuyện nuôi người già, cái nó làm cái gì? Những Đức hỏi cái mặt kỳ vậy? Nó nói đơ, chịu thua. Cái bằng cấp này chưa từng nhắc tới chuyện này. Nó vậy là thua rồi đó. Chịu thua, thấy không? Những Đức mà hướng dẫn quý vị cái cách này, đố mà quý vị mà gọi là không giao tiếp được, bất cứ cái môn nào quý vị cũng giao tiếp được. Trước nhất quý vị lắng nghe người ta, rồi quý vị nói người ta sẽ lắng nghe mình. Thì giữa mình với người ta là cân bằng liền, không có thua ai chứ. Nó nhớ nghe. Bây giờ thí dụ như cái tay mình sằn sừ hết trơn đi, cái tay mình nó làm ruộng, làm rẫy, nó còi cọc hết trơn. Mình là một người con gái mà tay cứng ngắc. Như cái thằng trai lỡ nó tay em cứng ngắc, tay em cứng quá. Nó nói, ủa, cái tay này cứng nó mới nấu cơm cho mày ăn được. Hiểu chưa? Mày đem cái tay mềm về coi chừng mày nấu cho nó ăn. Thấy chưa? Đã quá là thằng xanh mặt xanh mày liền. Đúng. Bây giờ anh cứ suy nghĩ đi. Anh mà cứ tôi về phở hủ tiếu tôi nấu tá lả ở bên được luôn. Bây giờ anh đem cái móng tay mà nó sơn đó về, nó có nấu cho anh ăn không? Suy nghĩ kỹ đi. Thì gái này là con gái thôi. Miễn là con gái này mà lo được cho nhà thôi chứ. Anh nên suy nghĩ cho kỹ. Nên tôi vẫn có cái thế của tôi không thua ai đâu. Nó không, tay cứng kệ tôi, nắm nắm thôi. Đúng không? Làm sao mà thua người khác được quý vị? Nếu như những cái việc mà những đức mà hướng dẫn nghe, mà làm nghe, đố mà mình mà cảm thấy mình gặp ai mà cao vọng hơn mình mà mình sợ, không có sợ, làm gì sợ. Chúng ta dù là một cái chén cơm trắng cũng là cơm của chúng ta tạo ra. Người ta dù là sơn hào mỹ vị cũng là cái của người ta tạo ra.
Tôi có thể cầm cái chén cơm này lại, tôi ngồi cùng bàn với ông, cơm ông ăn, cơm tôi ăn, có ai mà đụng chạm ai đâu mà sợ. Chúng ta cũng không cần phải nhìn đồ ăn của họ, chúng ta cứ trân quý cái đồ ăn của mình đi. Giống như mình có một bộ đồ không xịn, nhưng chúng tôi là làm cực có được bộ đồ này, còn anh có bộ đồ xịn kia là chuyện của anh. Dù tôi biết bộ đồ của anh đẹp hơn bộ đồ tôi, nhưng tôi vẫn trân quý bộ đồ mà tôi làm ra, nên tôi không có thua anh. Người ta đi một chiếc xe hơi, tôi đi một chiếc xe đạp. Mục tiêu của chúng ta là tới chỗ đó thôi, hiểu không? Nên anh có quyền đi xe hơi, tôi có quyền đi xe đạp. Có khi tôi đi xe đạp mà tôi còn ngắm cảnh được nhiều hơn anh. Cái gì cũng được hết trơn, hiểu không? Ôi ôi, một con người mà như vậy thì xin thưa quý vị nghe, ai mà không thích người bạn này? Người bạn này người ta mê chết được, đến gần đó là chọc cười. Có khi người ta có điều kiện mà người ta không cười được, nhưng mà đến với mình là có nụ cười à. Không biết nói chuyện sao mà ta cười hoài, rồi vỗ tay hoài. Thấy chưa? Nó bây giờ mấy ông làm sao mà vợ mấy ông mê vậy đó. Mấy ông chồng ta cười, hiểu không? Người ta làm mệt, gia đình lo con cái, mình đi làm gì một cái. Mình đừng có bao giờ cho rằng mình là người cực quá đi kiếm tiền. Mà mình bước về nhà cái trước nhất là chọc vợ mình cười một cái. Mà nó mà cười một cái là nó làm giỏi dữ lắm. Cho mấy ông biết cái này cái mẹo. Phụ nữ mà họ vui họ làm giỏi vô cùng. Nó mà buồn một cái đi, nó không có làm đâu. Nó nấu đồ ăn khét, đồ ăn sống cho mà ăn. Chết, sống có nổi, hiểu chưa? Mà nó mà buồn rồi, nó đẻ cũng đẻ con xấu. Mấy ông thấy thiệt thòi lớn chưa? Nên tôi báo cáo cho tất cả những ông đàn ông ở trong cái cõi đời này. Mấy ông phải năng niu chiều chuộng phái nữ. Đấy, họ là nhà sản xuất cao cấp. Bây giờ mấy ông công nhận không? Chúng ta phải công nhận rằng phái nữ là nhà sản xuất cao cấp không? Mỗi một người chúng ta đều từ nhà sản xuất này mà ra. Nếu như chúng ta xem thường phái nữ, nếu như một cái quốc gia nào mà nói rằng là xem người nữ thường, xem người nữ là không quan trọng bằng người đàn ông, người đàn ông là tiếp cái nòi giống, thì quý vị đã sai lầm rồi. Quý vị đã quên một cái nhà sản xuất cao cấp rồi. Quý vị biết, nên nhớ nghe, đất nước chúng ta còn có nhân tài, đất nước chúng ta là còn có người ở ngoài hải đảo đang coi nước chúng ta được bình yên ngồi đây, là toàn là chúng ta nhờ nhà sản xuất này mà ra. Phải không? Nên thê thảm thì chúng ta nghĩ, mấy ông mình nghĩ mình thê thảm quá. Thật sự rất thê thảm. Càng nói ra thì mình thấy mình là người đàn ông thê thảm. Vì mà cứ nói mình là trượng phu đầu đội trời chân đạp đất. Tôi thấy rằng chúng ta là thấp kém nhất. Hãy suy nghĩ kỹ đi mấy ông. Thì mình thấy mình vô cùng thấp kém. Mình từ đâu ra mà không thấp kém? Hiểu chưa? Từ nơi đó thì thật sự mà nói, đối với quay thử là mình thương yêu và tôn trọng là điều đúng đắn, vì họ là mẹ của mình. Không còn nói dòng do tam quốc gì nữa chứ. Phải quý vị? Bây giờ phải nữ chấp nhận không? Nữ nam gì cũng chấp nhận hết chứ. Không, nhưng mà cái buổi giảng này là cái buổi giảng đặc sắc mà đột phá luôn nè. Đột phá tất cả những người đàn ông mà xem thường vợ. Xin thưa với mấy ông, chúng ta xem thường vợ là chúng ta đang xem thường mẹ mình đó. Phải công nhận không? Vì mẹ mình sanh mình và họ sanh ra con mình. Nếu như chúng ta xem thường vợ mình là xem thường mẹ mình đó. Còn chúng ta kính trọng vợ mình là đang kính trọng mẹ mình đó. Chắc chắn luôn. Nên đối với những đức là phái nữ, những đức rất thương. Tại vì sao?
Tôi nói thật sự từ xưa giờ chưa có ai bao giờ nói ra cái câu phụ nữ là nhà sản xuất cao cấp. Câu này chỉ có ông thầy Như Đức nói. Bây giờ tôi hỏi phái nữ chấp nhận câu này không? Cùng tiếp tục cái câu cũ nói cho mấy ông nghe. 246 chỉ có 6 hàng thôi. 6 hàng trên này mà nhìn xuống dưới thì sẽ biết tôi nói chuyện đúng rồi, phù hợp hoàn cảnh, hiểu không? Nhưng mà mấy ông công nhận là phái nữ tu nhiều thiệt không? Nam mình tuy là phước dày nhưng mà ngộ là nam mình tu ít mấy không, nhưng nữ sao đi tu nhiều quá à? Nhìn xuống toàn thấy nữ không, lâu lâu lọt một mấy ông nam ngồi trong đó cũng im ru không ho dám ho hé, im ru không dám ho hé. Hiểu không? Nên từ nào đó mà cái cách giảng này nó quá phù hợp. Nên mong rằng là mỗi một người đàn ông nên tôn trọng vợ mình, thương yêu vợ mình. Và vợ cũng nên tôn trọng chồng và thương yêu chồng. Vì vợ thương yêu chồng, tôn trọng chồng, đó là uy tín của gia đình. Còn chồng mà thương yêu vợ, lo lắng, bảo vệ vợ, đó là một trách nhiệm của người đàn ông. Thật sự mà nói điều này quá đúng. Bảo vệ, lo lắng và vui vẻ giống như mình mỗi ngày đang chăm hoa vậy đó. Hiểu chưa? Thì vợ mình coi như một loài hoa đi. Chứ không lẽ quý vị đi nhìn hoa tùm lum chi? Mình chăm. Bởi vì nhiều người những đứa nó thật sự quá thất bại. Hoa nhà không chăm mà đi chăm hoa người. Đúng là điều vô cùng thất bại. Những đứa nói học Phật là đúng là học trí tuệ. Đây là cái của mình, tại sao mình không chăm? Hiểu không? Bây giờ chùa mình, bây giờ tất cả các cô vô chùa mình, những đứa không dám nói là của mình. Nhưng mà những đứa còn chăm kìa. Nó thật sự mà nói, coi được, nhìn sáng sủa. Không làm được gì mà nhìn cái cũng thấy vui. Đúng không? À, vẫn là thấy đặc biệt. Còn hơn là thấy bèo nhèo, nuôi người ta mà thấy bèo nhèo, ốm ho, gầy mòn, gầy gụa, xấu xí. Thì quý vị coi mình thất bại rồi. Nên vợ mình mà mình để cho nó tả tơ, te tua, tóc tai bùm xùm như con quỷ thì quý vị là đàn ông thất bại. Thấy không? Mình là đàn ông mà không có gọi là sành điệu chút nào. Đi ra ngoài nhiều quá mà sao không chịu nhìn. Mình nhìn cái kiểu này, kiểu kia, kiểu nọ. Đặng mình về mình trang trí loài hoa này. Trời ơi, thì người ta thương mình biết bao nhiêu mà nói. Mình đi đâu mình cũng học được một chút. Mình nhìn cái dáng người đó giống vợ mình. Nhìn gương mặt đó giống vợ mình. Thì cái mái tóc đó phù hợp với vợ mình. Mình cắt mái tóc này giùm vợ mình. Người ta trang điểm gương mặt đó với gương mặt vợ mình giống giống thì cách trang điểm nó đẹp, mình lấy cái cách trang điểm đó chỉ vợ mình trang điểm. Thấy bộ đồ này người đó bạn phù hợp với tướng vợ mình thì mua bộ đồ đó cho vợ mình. Thì tức khắc mình là người đàn ông số 1. Đúng không? Đó. Nên tất cả các cô vậy ăn diện thì đừng có bao giờ nhìn cái hình người mẫu. Tại vì nó là người mẫu còn mình không phải người mẫu. Hiểu chưa? Chúng ta là bánh ú. Chúng ta nên nhìn bánh ú. Hiểu chưa? Còn người ta là bánh tét. Nó cao ráo. Thì bây giờ người ta có quyền nhìn bánh tét. Nên mình nên nhìn mình để phù hợp với trang phục mình bằng. Hiểu không? Chứ đừng bao giờ mà chỉ nhìn cái hình mà người mẫu nó bán đồ, nó bận đồ người mẫu, mình mua bộ đồ đó. Về mình đâu phải người mẫu. Mình bận vô nó kỳ cục lắm. Nên tất cả chúng ta ăn diện làm sao cho nó phù hợp. Chứ không phải là tu mà trở thành nó bèo nhèo đâu. Không phải tu mà trở thành quê mùa đâu chợ. Mình vừa biết trang điểm hết, mình đi đâu là mình không có làm cho chồng mình mất mặt đâu. Mình đi tu học như vậy về thì chồng mình đó đâu có chán mình. Còn cái này với bà nói giảng sanh. Giảng sanh chị. Tôi giờ tôi không cần cái gì, tóc tai bùng sùng, nghĩ cắt bông tai luôn. Ghét nghĩ đến răng tôi thử cho biết. 3 ngày tắm lần luôn. Nó đuổi ra khỏi nhà. Tu một thời gian chồng nó chửi mình luôn. Nó mày tu giết mày giống con khùng quá. Thất bại rồi. Làm gì mà tu ra con khùng kỳ cục cái chợ. Càng tu thì nó càng đẹp.
người ta mới tu, đúng không? Chứ càng tu mà càng bẹo nhèo, càng tu giết mà như bò đội nón. Đi đâu cũng giảng sanh. Giảng sanh là đúng nơi đúng chỗ mà giảng sanh. Còn cái nơi nó không phải giảng sanh thì đừng có nói dòng do tâm quắc ở đây. Hiểu chưa? Người học Phật vậy thì quá tuyệt vời. Nó vô cùng thời đại luôn, nó đâu có bị tiêu cực đâu. Thấy không? Như trong chùa mình quý vị thấy không? Như mua đồ đặt cho mấy cô, Nhẫn Đức nói mấy cô bạn đồ sạch sẽ gọn ghẽ. Đồ nào làm ra làm, đồ nào bạn đi tu ra đi tu, bạn đồ ngủ ra ngủ. Sạch sẽ. Chứ dơ giấy nó ngứa ngáy, mình mẩy nổi ghẻ tùm lum. Nó nấu ăn mình bị nhiễm. Ôi sao? Thấy không? Thấy. Mình chăm sóc người ta là đang chăm sóc mình. Thấy không? Ví dụ vợ mình mà bên cạnh mình mà nó bay hay quá, mình bị dính nhiễm, mình nhiễm trầu, nhiễm trùng. Nhiễm trùng ké. Hiểu không? Nên mình phải tút. Tút vợ mình cho nó sáng sủa. Người đàn ông mà vậy thì quá tuyệt vời. Mấy cô chấp nhận người chồng vậy không? Nó nào thấy kìa. Nói phải bả chịu dữ lắm. Đúng không? Từng nào cũng đến nhỉ. Nói vậy đó mà từng nào cũng đến. Ôi mời mấy cô công nhận thấy vui không? Không, một tiếng mấy đồng hồ nghe quý vị, xứng đáng. Nếu mà tính hồi nãy giờ mà lấy tiền cừ không chắc. Vô mánh tôi. Thôi nói trắng ra thì cũng tội nghiệp, ngồi đau chân. Thì mình phải đáp lại tình người ta chứ. Chứ không thể nào mà để không bù trừ được. Chứ ngồi cũng đau lắm, cái việc đau chân, tội nghiệp. Chứ thương ghê. Bởi nói cho cừ để quên đau chân, phải không? Nhưng mà trở về cái chỗ đặc biệt nhất là niệm Phật giảng sanh. Đời của mình phải về cực lạc nha. Phật Pháp giúp chúng sanh hết khổ, giúp cởi mở tâm tư hết buồn. Phật Pháp giúp cho chúng ta sống, càng sống thì càng có ý nghĩa. Và một phương pháp nào để giúp cho chúng ta hết khổ hoàn toàn? Đức Bổn Sư chúng ta dạy chúng ta thờ mạt Pháp, dạy Pháp niệm Phật là hết khổ. Nhớ nghe quý vị. Đi làm việc thiện, đi đâu làm pháp hội gì, đi hộ niệm hay bất cứ việc tốt gì vị làm đều có thể được khi mình đủ duyên. Nhưng đừng quên cái chính nhất của cuộc đời chúng ta là nuôi cái tâm giải thoát. Mà muốn giải thoát thì phải có một cái pháp tu chuẩn xác. Mà pháp tu chuẩn xác nhất mà tổ sư nói phải nhất môn thâm nhập, quân tu lâu dài, đó là pháp niệm Phật. Nhớ. Thí dụ như người ngồi trong đây có những người đã từng làm con bất hiếu với cha mẹ, có. Từng hỗn ẩu với cha mẹ, có. Có những người con hỗn dữ dằn luôn, đó là muốn quýnh cha mẹ luôn, cũng có. Rồi có những người ma phá thai, trong đây cũng có. Có những người sát sanh hại vật, rất là nhiều người trong đây, chúng ta phần nhiều đều sát sanh hại vật. Rồi số lượng người sống đông gì thì cũng có những cảnh giới người chết chưa siêu, chưa hương linh thai nhi, vì nghiệp phá thai rất nhiều chưa được siêu thoát, chắc chắn là có. Rồi cụ quyền thất tổ ông bà mình chưa siêu thoát, cũng có đến đây nữa. Rồi cô hồn vất vơ vất vưởng, rồi người chết quan chết ức, uống thuốc sâu tự tử, rồi treo cổ tự tử, rồi nhảy ra xe lửa đụng gì đó, nhảy sông gì đó, tùm lum chứ cách chết trong cuộc đời này, có đến đây không? Có. Vậy thì có thằng linh thổ địa thằng hoàng đến đây không? Có. Vì cái pháp hội tu, cái pháp hội niệm Phật đều có hết. Vậy thì có chư Phật Bồ Tát đến đây không? Có. Có sự gia trì này 100% có. Nếu như không có sự gia trì của chư Phật Bồ Tát, không có sự gia trì của tất cả chúng sanh,
thì làm sao chúng ta ngồi ở đây yên với số lượng đông người này? Chỉ cần có một người làm phiền trong đây thôi là cả cái hội chúng bị ảnh hưởng. Nhưng mà lần nào chúng ta chia sẻ Phật Pháp cũng ổn định là nhờ Phật Bồ Tát gia hộ, chúng sanh cũng là bảo hộ, mới được duyên thù thắng như vậy. Nên mỗi một người chúng ta đi đến đây, được ngồi đây, chúng ta nên cực kỳ trân quý cái nhân duyên đặc biệt này. Vậy thì tất cả con người sống và người đã chết mà đang khổ trong cái cõi này, như vậy thì cách nào để thoát khổ? Và từ ngay chỗ an tâm và ngay chỗ được siêu thoát là ngay chỗ nào? Pháp niệm Phật là pháp an tâm người và siêu thoát cho con người. Trả lời rất là rõ ràng, rất là đi vào xác thực luôn, trọng tâm luôn. Nên nói rằng tất cả việc thiện, việc tốt gì cũng có thể làm được, nhưng cái việc niệm Phật giảng sanh là việc này phải là chính nhất. Tất cả những việc kia có duyên thì làm, không có duyên thì thôi. Nhưng cái việc niệm Phật thì đừng bao giờ nói hai chữ tôi không có duyên. Nếu như tôi nói tôi không có duyên vậy thì qua một đời này biết chừng nào tôi có thân người nữa mà nói là không có duyên. Đã là ngồi đây và được nghe, người khắp nơi nơi được nghe qua chương trình này, coi được trực tiếp, đã là có duyên rồi. Mà đã là có duyên rồi, tại sao chúng ta lại để cho mất duyên? Là vì chúng ta không biết bồi dưỡng nhân duyên. Nếu như chúng ta biết bồi dưỡng nhân duyên vậy thì mỗi ngày nên nghe hai bài giảng, một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Đây là bồi dưỡng nhân duyên tịnh độ. Chúng ta bây giờ học tập đều là trực tiếp hết, như ngày Chủ Nhật gì cũng trực tiếp nữa nè. Rồi lớp đạo làm con mỗi tuần thứ bảy, dù ở xa không đến được, cả gia đình cũng nghe được trực tiếp. Khoảng 6:40 thì lúc đó niệm một thời địa chung ngay thứ bảy lớp đạo làm con. Niệm địa chung xong 7:00 là những đức lên học tập lớp đạo làm con. Rồi xong chúng ta phóng sanh là kết thúc chương trình lớp đạo làm con mỗi tuần thứ bảy. Chúng ta ở xa khắp nơi nơi chưa đi đến đây được, cả nhà cũng có thể học tập được. Bị ảnh hưởng rất là lớn, nhớ ảnh hưởng điều tốt. Ở ngày Chủ Nhật thì giờ này là 8:40 thì những lúc những đức lúc lên thì khoảng 8:30-35 thì lên đây bắt đầu là chúng ta chia sẻ Phật Pháp. Thì sự học tập giờ này và như bữa nay là không lễ Phật được, chúng ta niệm địa chung 20 phút cuối cùng. Rồi xong chúng ta ra phóng sanh cũng đích thực. Tuy là cái việc đi đến đây chúng ta tu học lễ Phật đồ không nhiều, niệm Phật đồ một chút thôi, nhưng quý vị nhớ rằng cái việc chia sẻ Phật Pháp là cái việc cởi mở tâm tư. Việc này cực kỳ quan trọng. Khi con người chúng ta tâm trạng nó thoải mái rồi thì chúng ta mới thành công được tất cả những việc của thế gian và sức thế gian. Việc này là 100% chúng ta phải tin. Nếu như bây giờ chúng ta mà tâm trạng còn nặng nề thì việc gì chúng ta làm cũng không được phát triển. Giống như thí dụ như bây giờ một cái đường nước chúng ta muốn cho nó qua ống để qua bên kia, thì trước nhất cái việc mà chúng ta cần quan sát đó là gì? Đường ống này ổn định hay không? Nó có bị tắc nghẽn hay không? Chúng ta phải thông cái ống này cho thông thì nước qua rất là dễ. Vậy thì con người chúng ta sống trong cuộc đời này, tâm chúng ta như đường ống đó vậy đó. Nếu như nó đã thông tâm rồi thì tức khắc tất cả nghiệp duyên ở trong cuộc đời này tự nhiên tan biến. Còn tâm đã chưa thông thì tất cả nghiệp duyên sẽ chiêu cảm ngay cái tâm bị bế tắc. Tâm bế tắc là chiêu cảm nghiệp duyên, nghiệp quả. Còn tâm mà thông rồi thì nghiệp duyên trong cuộc đời này tức khắc hóa giải. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Trong tháng giêng này rất nhiều người ta đi chùa, có ghi giấy cầu an cầu siêu cũng để đây. Chúng ta đi đến đây được ghi gì dù không có đọc, nhưng mà khi những đức hồi hướng là hồi hướng chung hết trơn, ai cũng được hết trơn nha. Nhớ chùa mình thì rất là đông, nếu như mà kêu đọc hết thì đọc không nổi. Nên chúng ta nguyện đem cái công đức niệm Phật, nghe Pháp, cúng đi thực phóng sanh, và nguyện cái quay lực
của chư Phật Bồ Tát phóng ánh ngọc hào quang gia hộ, để cho tất cả những người nghe được pháp môn Tịnh Độ có lòng tin, và chúng ta nương vào cái quay lực của Phật Bồ Tát để mà giúp đỡ cho tất cả những chư hương linh chưa được siêu thoát. Thí dụ như những người ở trong chùa mình giờ này họ lo tất cả các việc như nấu ăn trong bếp, ở trong đó đông lắm, thì thí dụ như thân bằng quyến thuộc của họ cũng được ra ngoài này, được hưởng tài thọ thực và được hưởng cái công đức. Từ nơi đó mà cái nhân duyên phước báo của những người trong chùa được bình yên, họ tu hành ổn định. Thường là quý vị biết rằng là quán thân trái chủ hay người thân mình đi đâu họ theo mình đó, mình ở đâu thì họ ở đó, họ không chịu đi, bỏ mình. Nhưng mà nhờ cái quay lực của chư Phật Bồ Tát gia hộ nên họ được đi đến đây, họ được nương vào cái pháp hội lớn gì để mà họ hưởng cái phước báo, để họ buông cái tâm hận thù đòi nợ. Nhớ nghe, buông cái tâm hận thù đòi nợ là được giải thoát. Nhưng nếu mà chấp vào cái tâm đòi nợ, như thai nhi mà các con mà khổ hoài là các con chấp vào cái cảnh đòi nợ không buông á. Nên cái cúng lý thực này chỉ là cái phương tiện thôi, mà cái đặc biệt là phải nương vào cái pháp tu của Phật mới được giải thoát. Đức Phật A Di Đà đã phát cái nguyện là chỉ cần một chúng sanh nào mà nghe danh hiệu của Ngài là A Di Đà Phật, mà chịu niệm mà buông cái tâm hận thù đòi nợ là Ngài rước về cực lạc liền. Nhất là chư hương linh là dễ giảng sanh, vì không còn cái thân tứ đại nghe. Nhưng đừng có chấp vào cái chỗ đòi nợ họ, báo thù, đòi nợ, báo thù. Thôi nghe lời những đức, buông cái tâm hận thù đòi nợ đi, để mà về cực lạc. Nên chúng ta đem công đức này hồi hướng cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ, nhờ Ngài xây chùa mà chúng ta được về đây tu. Nên hồi hướng cầu an, nguyện Hòa Thượng có sức khỏe trụ thế gian lâu dài, để chúng ta nương cái đức của Ngài để hành đạo. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho tất cả những người ghi giấy cầu siêu để đây, rồi cầu an cho tất cả những người ghi giấy cầu an ở đây, và hồi hướng cho củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết oan chết ức và chết trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới, đều được thừa hưởng những công đức này mà thần thức được tỉnh táo sáng suốt, nghe được bổ nguyện niệm Phật nương vào để mà cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Về thế giới Cực Lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn cái khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã kim tí như cung, từ thực biến thập phương nhất tiết Phật tự công. Nguyện về tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đặng ngũ tình chung ngã kim ti nhự cung, từ thực biến thập phương nhất thiết hồ tình công. Nguyện về tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo. Như đặng cô hồn chung ngã kim tí nhờ cung, thừ thật biến thập phương cô hồn công. Nguyện về tự công đức vô cập nhân thiệt, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án mộng lũng lắng ta bà ha, án mộng lũng lắng ta bà ha, ta bà ha. Án ngã ngã nắng tam bà phả việt nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà phả việt nhật ra hồng, phả việt nhật ra hồng. Giá trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực
diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ô vị vô danh, nộ danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Bi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh nha. Tất cả chúng ta, mỗi người có sức khỏe hay mỗi người có bệnh hoạn, quý vị phải nhớ Phật dạy nếu như chúng ta ăn chay phóng sanh thì được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Thí dụ như chúng ta bỏ một đồng tiền ra phóng sanh, đó là tài thí mà sanh ở nơi nào chúng ta cũng có phước báo đầy đủ. Chúng ta bỏ đồng tiền ra phóng sanh mà quy y cho chúng sanh, đó là pháp thí. Từ đồng tiền này mà có pháp thí nên sanh ở nơi nào cũng được trí tuệ và thông minh. Chúng ta bỏ một đồng tiền ra phóng sanh, khi mà thả chúng sanh này là tu hạnh vô ý thí. Từ đồng tiền này mà tu được hạnh vô ý thí nên chúng ta được bình an, tâm được bình an, ít sợ hãi, gặp những sự việc bất an chúng ta thường bình tĩnh, đó là nhờ cái công đức phóng sanh. Nên một đồng tiền mà chúng ta tu được tài thí, pháp thí, vô ý thí, đây là một cái nhân duyên đặc biệt thù thắng. Như mỗi người chúng ta khi ở tù mà ai thả mình cảm ơn dữ lắm. Như những con chim này mà nó đang ở trong lòng như ở tù, mà mình thả nó mà mình còn quy y Phật, quy pháp, quy tăng, và khuyên nó nên ở trong chùa, nó đều nghe, nó biết chắc chắn. Như con chó, con mèo mình nuôi, mình quýnh nó thì nó sẽ tránh mình, mình thương nó thì nó đến gần mình, thì mình tin chắc là con vật nó đều biết. Nên chúng ta đã nghe đạo hiểu rồi thì dù một con ruồi, con muỗi, con kiến chúng ta cũng không dám giết, vì chúng ta giết nó vẫn là mang tội sát sanh. Đó cũng là ông bà cha mẹ của mình chết mà bị đọa lạc làm súc sanh. Nên Phật mới nói là tứ sanh phụ mẫu. Nên chúng ta nên có cái tâm không sát sanh mà còn phóng sanh. Nên tất cả quý vị nghe gì rồi thì biết ung thư, bệnh này bệnh kia là từ sát sanh mà ra. Nên đi về đây được dự lễ phóng sanh để cầu an cho người thân, đây là một cái nhân duyên rất thù thắng. Nên chúng ta đọc tam quy y để mà cho tất cả những con chim này được quy Phật, quy pháp, quy tăng, được thả ra. Nên ở trong chùa niệm Phật cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật hoan hỷ vui vẻ, vỗ tay để thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật.